Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Tập 180. Alo, Hạ Thiên. Sau khi điện thoại được kết nối, bên trong vang lên giọng nói của một nữ nhân, này, người nói chuyện đi chứ. Người ngốc à, là người gọi cho ta đấy. Hạ Thiên khó chịu nói, cho nên, có chuyện gì thì mau nói ra đi, không có thì cúp. Không phải chứ, người không có nhân tính đến như vậy sao? Nói thế nào chúng ta cũng là sinh tử chi giao mà. Nữ nhân đối diện hơi bất mãn, người cứ đối đãi với bạn bè như thế sao? Hạ Thiên nhếch miệng, người đừng có ăn nói lung tung. Ta và ngươi chẳng có chi giao gì cả, ta cũng chẳng nói ngươi là bạn của ta. Ngươi, nữ nhân bên kia cứng họng, không biết nên nói câu gì tiếp theo. Hạ Thiên nói, nếu ngươi không có gì để nói thì cúp. Ta còn phải tìm cửu nha đầu thu nợ nữa, không rảnh để ý đến ngươi đâu. Ta có việc, nữ nhân đối diện thở dài, sau đó nói, ta vừa nghe Thanh Thanh nói ngươi muốn đề cử một nhân tài cho ta. Ta không có, Hạ Thiên thuận miệng phủ nhận. Lúc này, ánh mắt A Cửu sáng lên, sau đó nhìn Hạ Thiên, có phải Hứa Kiều Na đang gọi hay không? Cửu nha đầu, nàng đừng nói cho ta biết nàng quen nàng ta đấy nhé. Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên là quen rồi. A Cửu nói, ta và Y Y tỷ ở Kinh Thành mấy chục năm, nàng ấy cũng là người của đại gia tộc ở Kinh Thành, tại sao lại không quen chứ? Nói xong, nàng đưa tay ra với Hạ Thiên. Hạ Thiên đưa điện thoại cho A Cửu nhưng vẫn cảm thấy rất lạ, cửu nha đầu, chẳng lẽ nàng ta cũng ở trong nhóm của các nàng? Tại sao nàng ta biết nàng muốn đề cử xú nha đầu kia chứ? Ta không có xấu, Tề Phán Nguyệt tức giận đến muốn đánh Hạ Thiên một cái, nhưng vẫn cố nhịn. Nàng biết mình đánh không lại Hạ Thiên. Alo, ta là A Cửu. A Cửu cầm điện thoại, là ta muốn tiến cử một người với ngươi. Hứa Kiều Na đối diện hơi sửng sốt một chút. Sau đó cười nói, thì ra Hạ Thiên đi chung với ngươi. Ngươi muốn tiến cử ai thế? Một người em họ của ta, ta muốn nàng ấy lịch luyện một chút. A Cửu đáp, tuy nhiên, năng lực của nàng ấy vẫn còn chưa thể gia nhập Thiên Đạo Tổ. Bốn tổ còn lại thì không được thuận tiện. Vì thế Hạ Thiên đã nhắc đến tổ điều tra hiện tượng dị thường, ta cảm thấy rất thích hợp, vì thế đã hỏi ý kiến của Thanh Thanh. Hứa Kiều Nam mỉm cười, ta hiểu rồi. Người cứ bảo em họ của mình đến đây. Tổ điều tra của chúng ta tạm thời được đặt ở thành phố Thiên Hải. Người cảm thấy thế nào? A Cửu quay lại hỏi Tề Phán Nguyệt. Tề Phán Nguyệt nhún vai, các người đều đã quyết định rồi, ta còn có cảm giác như thế nào nữa? Cứ làm như vậy chứ sao? A Cửu gật đầu, cứ quyết định như thế đi. Khoan đã, còn có một vấn đề, ta phải ở lại cái tổ kia bao lâu? Tề Phán Nguyệt nhấc tay với A Cửu, tổng không phải bắt ta làm cả đời chứ. Ta hoàn toàn không có hứng thú với loại công việc đó, ta muốn làm việc theo sở thích của mình. Tề Ngữ Thi cắt ngang, trước kia, chúng ta đã để cho ngươi tùy tâm sở dục. Bây giờ chúng ta cần ngươi trưởng thành một chút, trong tương lai cũng có thể ứng đối với các nguy cơ. A Cửu nói, không cần cả đời đâu, trước lịch luyện một năm đi. Được, Tề Phán Nguyệt gật đầu, ngươi nói một năm đấy nhé. Vậy là được rồi, bây giờ ta đặt vé đến Thiên Hải đây. Tề Phán Nguyệt cũng là người có tính cách quả quyết, chuyện mà nàng quyết định thì sẽ không do dự. Dặn dò xong, A Cửu đưa điện thoại cho Hạ Thiên. Hạ Thiên đang định cúp máy. Hạ Thiên, ngươi khoan đã, đừng cúp trước. Hứa Kiều Na giống như dự đoán được hành động của Hạ Thiên, lập tức kêu lên một tiếng, ta còn có chuyện muốn nói với ngươi. Giọng nói của Hạ Thiên có chút không được kiên nhẫn. Vậy ngươi nói nhanh một chút. Ta cho ngươi 10 giây. Hứa Kiều Na do dự một chút, sau đó nói, ta có một việc nhỏ muốn nhờ ngươi giúp. Còn 8 giây, Hạ Thiên nói. Là như vậy, Hứa Kiều Na biết tính tình của Hạ Thiên, cũng không dám nhiều lời, đi thẳng vào chủ đề chính. Gần đây, trên núi Tuyết Tây Nam xuất hiện một hiện tượng khá quỷ dị, hình như là hầu tử hay lợn rừng gì đó, số lượng đột nhiên tăng nhanh. Hạ Thiên lười nghe tiếp. Trực tiếp cúp điện thoại. Hứa Kiều Na có gọi đến cũng không nghe. Tại sao ngươi lại không nghe nàng ấy nói xong? A Cửu mỉm cười hỏi một câu. Chẳng có gì đáng để nghe cả. Hạ Thiên hừ một tiếng, sau đó hỏi A Cửu, cửu nha đầu, ta muốn nhắc đến chuyện mà nàng đã đồng ý với ta. A Cửu làm ra vẻ không nhớ, cau mày lại, ta đã đồng ý với ngươi chuyện gì nhỉ? Cửu nha đầu, nàng đừng có giả bộ hồ đồ.
Hạ Thiên có chút khó chịu nói, nàng biết ta đang nói cái gì. A Cửu còn muốn rảo biện hai câu nhưng người đã bị Hạ Thiên bế ngang lên. Bây giờ đang là ban ngày, người có bệnh không vậy? A Cửu rằng co, đáng tiếc vẫn không có tác dụng, này, tên sắc lang kia, người chờ một chút. Một cái chờ thẳng đến 8 giờ tối. Khi A Cửu xuất hiện lần nữa, biểu hiện vẫn bình thường, giống như không có chuyện gì phát sinh. Tề Ngữ thì phát hiện được khóe mắt A Cửu hơi nhướng lên, hiển nhiên là Xuân Ý Phương Thu, chỉ là không thấy bóng dáng Hạ Thiên đâu. Hạ Thiên đến núi tuyết rồi, A Cửu dường như hơi chột dạ, nhưng giọng nói vẫn rất ổn, bên kia xảy ra chút việc cần hắn đến xử lý. Tề Ngữ thì mỉm cười, ta không có hỏi mà. Nhưng con cảm thấy cần phải nói một chút, gương mặt xinh đẹp của A Cửu hơi ửng hồng nhưng rất nhanh đã khôi phục như bình thường, không nói nhảm nữa. Chúng ta ăn cơm trước rồi sau đó đi làm chuyện chính sự. 9 giờ, Đông Nam Tiên Hội vẫn được cử hành như thường lệ. Mặc dù cái gọi là đồng đạo tu tiên giới trình diện không nhiều nhưng thế lực khắp nơi đều cử đại diện của mình đến tham gia, hiển nhiên cũng khá coi trọng tiên hội lần này. Người âm thầm gây chuyện đã được giải quyết hết, tiên hội tất nhiên diễn ra thông thuận vô cùng. Cuối cùng, các phương Đông Nam kết thành một đồng minh tu tiên giả, do A Cửu đảm nhiệm chức minh chủ. Tất cả mọi người nghe theo nàng chỉ huy. Đương nhiên, nàng sẽ định kỳ từ những thế lực này chọn ra hạt giống tốt đưa đến tiểu tiên giới để huấn luyện. Hết thảy cũng là vì ứng phó nguy cơ có thể giáng xuống trong tương lai. Mặc dù những lực lượng này khả năng không có ý nghĩa nhưng cũng không thể coi nhẹ. Đây chính là tôn trọng cơ bản nhất. Lấy người làm gốc mới có thể chứng đạo. Ban đêm, khoảng 9 giờ. Một máy bay đáp xuống sân bay gần núi tuyết. Hành khách theo thứ tự bước xuống máy bay, sau đó giải tán. Một mỹ nữ trẻ tuổi dáng người cao ráo mặc trang phục già dặn, nhưng khí chất lại thoát tục đang cùng với bạn của mình vừa cười vừa bước ra khỏi hàng. Trong lúc đang tìm xe đến khách sạn đã đặt trước, các nàng lập tức nhìn thấy một nam nhân mặc Âu phục đen đang bước nhanh về phía trước, chặn đường các nàng. Mỹ nữ trẻ tuổi và bạn của nàng đều kinh ngạc, có chút cảnh giác nhìn nam nhân kia. Thật ngại quá. Ta có chuyện muốn quấy rầy hai người một chút. Nam nhân mặc Âu phục hơi cúi đầu, biểu thị áy náy, sau đó nói với mỹ nữ trẻ tuổi, xin hỏi ngươi có phải là Dương San Dương tiểu thư hay không? Mỹ nữ trẻ tuổi gật đầu, ta là Dương San, xin hỏi ngươi là ai? Ngươi là Dương tiểu thư thì tốt rồi. Nam nhân mặc Âu phục đen nhẹ nhàng thở ra, hiển nhiên là vì mình không có nhận lầm người mà cảm thấy cao hứng. Nghe Dương San hỏi, hắn ta lập tức trả lời. Ta là bảo tiêu của Bạch gia, phụng mệnh lệnh của thiếu gia cố ý ở đây đón ngươi. Thiếu gia đã sắp xếp chỗ ở xong xuôi cho ngươi rồi. Thiếu gia nhà ngươi, Dương San nghi ngờ hỏi, đó là ai? Nam nhân mặc Âu phục đen trả lời, tập đoàn Lăng Tiêu, Bạch gia Bạch Thiên Hào. Bạch gia, đó là cự đầu trong ngành du lịch. Năm nay, Bạch Ngân Hào hình như đã có tên trong bảng 100 người trẻ tuổi giàu nhất cả nước, tiền đồ vô hạn. Đồng nghiệp Dương San mở to mắt, sau đó dùng vai đẩy đẩy Dương San, San San, ngươi được lắm đấy. Từ lúc nào ngươi quen biết với một nhân vật lợi hại đến như vậy? Lần này chúng ta đến núi tuyết tham gia đại hội giao lưu giữa các ngành nghề, Bạch gia chính là nhà tài trợ lớn nhất. Dương San hơi cau mày nhưng vẫn lễ phép, thật ngại quá, ta không quen thiếu gia nhà ngươi. Ý tốt của hắn ta xin nhận, ta và đồng nghiệp của mình đã đặt khách sạn rồi. Cũng không làm phiền hắn ta quan tâm. Dương tiểu thư, người đừng để ta khó xử. Sắc mặt nam nhân mặc Âu phục đen cứng đờ, miễn cưỡng cười nói, bất luận thế nào ngươi cũng phải đi cùng với ta một chuyến. Thiếu gia nhà chúng ta đã sắp xếp cho ngươi một căn biệt thự, cam đoan ngươi sẽ thích. Nhưng ta lại không thích. Dương San hơi tức giận nhưng giọng nói vẫn rất khách sáo như cũ, còn nữa, mời ngươi tránh ra, đừng chặn đường ta như thế. Nam nhân mặc Âu phục đen thấy Dương San không phối hợp như vậy, cũng hơi tức giận, Dương tiểu thư, người nhất định phải đi với ta một chuyến. Nếu không, ta không cách nào giao phó với thiếu gia nhà ta. Người có thể giao phó với thiếu gia của ngươi hay không thì có liên quan gì đến ta. Dương San cau mày, lạnh lùng nói, làm gì, người dự định buộc ta qua đó sao? Nếu như ngươi không phối hợp, người cũng đừng trách ta không khách sáo. Nam nhân mặc Âu phục đen khẽ gật đầu. Lúc này, Dương San và đồng nghiệp của mình mới phát hiện,
không biết từ lúc nào xung quanh đã có hơn 10 người mặc Âu phục đen bao vây. Lúc này, một chiếc xe màu đen sang trọng đậu ngay ven đường. Dương tiểu thư, mời lên xe. Nam nhân mặc Âu phục đen mở cửa xe, đưa ra ánh mắt cảnh cáo Dương San, xin đừng làm ta khó xử. Nếu không, ngươi và bạn của ngươi sẽ gặp nguy hiểm. San San, nếu không thì chúng ta đến đó xem một chút. Đồng nghiệp của Dương San hơi sợ, kéo tay áo của nàng. Dương San vỗ tay của đồng nghiệp, mỉm cười trấn an, hân hân, ngươi không cần sợ. Đám người này không dám làm gì ta đâu. Như vậy mà còn không sợ sao? Hân hân núp sau lưng Dương San, bởi vì nàng phát hiện hông của những người kia không được bằng phẳng, hình như có đeo súng. Dương tiểu thư, người đừng lãng phí thời gian của mọi người được không? Nam nhân mặc Âu phục đen mất hết kiên nhẫn, thiếu gia nhà chúng ta coi trọng ngươi, đó là vinh hạnh suốt đời của ngươi rồi, ngươi đừng có cho thể diện mà không cần. Dương San lạnh lùng đáp lại, thật ngại quá, ta mặc kệ thiếu gia nhà các ngươi là ai. Hắn ta còn chưa xứng để ta nể mặt. Vậy thì kết cục nhất định sẽ khó xem rồi. Nam nhân mặc Âu phục đen chậm rãi đến gần Dương San, ỷ vào ưu thế chiều cao, cúi đầu nhìn chằm chằm Dương San, Dương tiểu thư, ta nghĩ ngươi chưa bao giờ bị thương đâu nhỉ. Dương San liếc qua tay người này, phát hiện tay của hắn ta đã đặt lên cây súng bên hông. Các ngươi đúng là đủ phách lối. Dương San cười lạnh, ở nơi công cộng như thế này mà cũng dám dùng vũ khí nóng, hay là các ngươi đã sớm vô pháp vô thiên. Bớt nói nhảm đi, nam nhân mặc Âu phục đen đưa ra tối hậu thư, hoặc là lên xe, hoặc hai người các ngươi chết chung, ném vào trong hố tuyết chôn hết. Lúc này, một âm thanh lười biếng bỗng nhiên vang lên. Thật ngại quá, muốn chết thì ngươi đi chết đi, nữ nhân của ta thì không thể nào chết được. Con mẹ nó, ngươi là ai? Nam nhân mặc Âu phục đen bỗng nhiên phát hiện bên cạnh mình xuất hiện thêm một người. Sau khi nhìn kỹ, hắn ta nhìn thấy người này chỉ là một nam nhân trẻ tuổi chẳng có gì lạ, ở đây không có chuyện của ngươi. Nếu ngươi không muốn ăn đòn thì biến sang một bên. Thật ra ta đang rất muốn bị đánh. Ngươi đến tất nhiên là Hạ Thiên. Hắn cười nói, nào, ngươi đánh ta một trận thử xem. Mẹ nó, đây là ngươi tự tìm. Nam nhân mặc Âu phục đen chưa từng bị người nào khiêu khích trước mặt nhiều người như thế, hiển nhiên cũng không có ý lưu tình. Hắn ta siết chặt nắm đấm đánh tới huyệt thái dương của Hạ Thiên. Ánh mắt Dương San ngưng lại, lộ ra vẻ không hài lòng. A, à, đồng nghiệp tên Hân Hân của Dương San nhắm mắt lại, sợ nhìn thấy hình ảnh thê thảm. Bốp, một tiếng vang nhỏ, nắm đấm to bằng cái bát của nam nhân mặc Âu phục đen đã bị Hạ Thiên hời hợt đẩy ra. Nắm đấm của ngươi chẳng có sức lực gì cả. Hạ Thiên vẫn hờ hững như cũ, chút khí lực đó mà còn đòi đánh người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nam nhân mặc Âu phục đen lấy lại tinh thần. Tiểu tử trước mắt rất có thể là người luyện võ. Hắn ta lạnh lùng nói, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có chút nội tình thì có thể khiêu chiến với ta. Lão tử là người của Bạch Gia. Bạch Gia có lai lịch gì, ngươi đừng nói với ta ngươi không biết đấy nhé. Cái gì Bạch Gia cái gì Hắc Gia, ta chưa từng nghe nói qua. Hạ Thiên ngoáy ngoáy lỗ tai. Sau đó ngáp một cái, bây giờ tâm trạng của ta không tệ lắm. Ta cho ngươi 3 giây cút sang một bên, nếu không, ta đánh ngươi đấy. Nam nhân mặc Âu phục đen giận vô cùng, chỉ vào Hạ Thiên mà mắng, ngươi dám bất kính với Bạch Gia. Con mẹ nó, ngươi muốn chết. Nói xong, tay hắn ta mò xuống eo, đang định móc khẩu súng ra. Đáng tiếc, tốc độ của hắn ta vẫn chậm, tay của hắn ta vừa sờ đến cán súng, cả người đã bay lên. Như một quả cầu lăn mấy trăm mét. Cừu ca. Đám tiểu đệ đang bao vây mấy người Hạ Thiên nhìn thấy, lập tức vọt đến đỡ người này lên. Cút hết cho ta. Nam nhân mặc Âu phục đen mất hết mặt mũi, đưa tay đẩy đám người đang đỡ mình ra, quát lớn, các ngươi đứng thất thần ra đó làm gì, tất cả lên hết cho ta, chặt tiểu tử kia thành 8 mảnh. Đám tiểu đệ bừng tỉnh, cùng nhau xông về phía Hạ Thiên. A, 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 a. Bọn họ còn chưa vọt đến trước mặt Hạ Thiên, tất cả đã bay hết ra ngoài, nện gã nam nhân mặc Âu phục ngã xuống đất. Tuy nhiên, người ra tay không phải Hạ Thiên mà là Dương San. Cút hết cho ta, các ngươi về nói cho thiếu gia của mình biết, hắn ta nên quản mình cho tốt, đừng có muốn chết. Gương mặt xinh đẹp của Dương San hiện lên sự phẫn nộ khó có, các ngươi cho rằng ta là ai?
còn dám ra tay với chồng của ta. Nam nhân mặc Âu phục đen ngẩn ra một chút, nhưng rất nhanh đã bỏ lên. Sau khi lên xe, hắn ta nhịn không được quay đầu lại hô một tiếng, ngươi chờ đó, chuyện này không xong đâu. Đám tiểu đệ còn lại cũng tự mình lên xe, tất cả nhanh chóng lái xe rời đi. Bành! Chỉ là mới lái ra ngoài chưa được bao lâu, mấy chiếc xe bỗng nhiên bay lên, như một quả bóng ra lăn vài vòng cho đến khi lăn vào bụi cỏ ven đường. Cha mẹ ơi, mắt của ta bị lóa hay là xuất hiện ảo giác? Đồng nghiệp Dương San mở to mắt, khó có thể tin, vừa rồi, hắn đạp lăn những chiếc xe kia. Dương San mỉm cười, là người bị lóa mắt đó. Thật sao, đồng nghiệp Dương San dụi mắt, đang định nhìn lại thì đã bị Dương San kéo lên một chiếc taxi. Đồng nghiệp ngồi phía trước, Dương San và Hạ Thiên ngồi phía sau. Ông xã, tại sao chàng lại xuất hiện ở đây? Lúc này, Dương San mới hưng phấn, nhu tình nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên cười nói, vợ tiểu tiểu Dương, đương nhiên là ta nhớ nàng rồi, cho nên mới đến tìm nàng nè. Chỉ sợ không phải như vậy. Dương San biết rõ Hạ Thiên đang dỗ cho nàng vui, nhưng sau khi nghe được, nàng vẫn cảm thấy rất hạnh phúc, cũng không sao, gặp được chàng là ta vui rồi. Ngồi ở đằng trước, đồng nghiệp của Dương San như phát mộng, quay đầu lại hỏi, San San, hắn là chồng của ngươi à? Tại sao ta không biết là ngươi đã kết hôn rồi vậy? Hạ Thiên nhìn nữ nhân đằng trước, vợ tiểu tiểu Dương, nữ nhân kia là ai thế? À, ta còn chưa giới thiệu cho chàng biết, gương mặt xinh đẹp của Dương San ửng hồng lên, có chút ngại ngùng giới thiệu với Hạ Thiên, nàng ấy là bạn học thời đại học của ta, tên Hàn Nhạc Hân, là một trong 10 mỹ nhân hướng dẫn viên du lịch nổi tiếng cả nước. Ta đã cố ý đào được cho công ty Thanh Phong Sơn của chúng ta đấy. Hàn Nhạc Hân mỉm cười, có chút ngại ngùng, ta cũng chỉ xếp thứ ba thôi mà, người xếp thứ hai thì sao? Hắn tên Hạ Thiên, là chồng của ta. Dương San nhìn Hạ Thiên, sau đó kiên định nói. Hàn Nhạc Hân mỉm cười đưa tay với Hạ Thiên, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Người có thể gọi ta là Nhạc Nhạc hay Hân Hân đều được. Hạ Thiên cũng không bắt tay. Dương San thấy Hàn Nhạc Hân lúng túng, mỉm cười giải thích, ngươi đừng có để ý. Tính tình của hắn là như vậy đấy, không thích nắm tay người khác, nhưng hắn tuyệt đối không có ác ý với ngươi đâu. Ha ha, người lợi hại luôn có chút cá tính. Hàn Nhạc Hân mỉm cười, cũng không để trong lòng. Nàng làm hướng dẫn viên du lịch, người kỳ quái nhìn thấy cũng nhiều, cũng đã sớm không còn cảm thấy kinh ngạc nữa. Hạ Thiên đột nhiên hỏi, vợ tiểu tiểu Dương. Nàng xếp thứ hai trong bảng danh sách gì đó, nàng kia xếp thứ ba, thế người đầu tiên là ai? Dương San giải thích, ông xã, danh sách đó là do một trang web nào đó bình chọn, nhất định là có bất công trong đó, chàng không cần để ý đâu. Người xếp hạng nhất đang ở Tuyết Thành này, tên Lệ Lệ Á, trước kia rất nổi tiếng trên mạng, nghe nói nàng ta có hơn ngàn vạn fan hâm mộ. Hàn Nhạc Hân dường như rất có ý kiến với bảng xếp hạng. Nữ nhân kia đã từng phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng có phù hào chống lưng, bỏ ra mấy trăm vạn mua phiếu ủng hộ, về sau lại xuất hiện cái gì là mỹ nữ tuyệt thế hướng dẫn viên ngàn năm có một, tiên tử tuyết vực hạ xuống trần gian, toàn là thổi phồng. So với San San, bất luận là nhan sắc hay là năng lực nghiệp vụ đều thua kém không biết bao nhiêu lần. Đang nói, Hàn Nhạc Hân còn dùng điện thoại tìm tấm ảnh của nữ nhân kia, đưa cho Hạ Thiên xem, người xem đi, đây là nàng ta nè. Hạ Thiên nhếch miệng, đúng là kém vợ tiểu tiểu Dương rất nhiều, thậm chí còn xấu hơn người gấp mấy trăm lần. Đúng vậy, ta nói nàng ta còn xấu hơn cả ta, Hàn Nhạc Hân đang nói đột nhiên im bặt, bất mãn nói, này, người nói vậy là có ý gì? Dựa chuyện khác để mắng ta xấu à? San San, chồng của ngươi mắng ta, ngươi mặc kệ không quan tâm sao? Dương San dựa vào lòng Hạ Thiên, biểu hiện như thiếu nữ hoài xuân. Nghe Hàn Nhạc Hân nói. Nàng hơi sửng sốt, a, ngươi nói cái gì? Ngươi, đúng là không cứu nổi. Hàn Nhạc Hân bó tay, dứt khoát cái gì cũng không nói nữa. Nửa tiếng sau, taxi dừng trước một khách sạn cao cấp. Nào, ông xã, chúng ta xuống xe đi. Lúc này Dương San mới ngồi lại ngay ngắn, kéo Hạ Thiên cùng nhau xuống xe. Hàn Nhạc Hân nhìn thấy cảnh tượng này, miệng há thật to. Trong ấn tượng của nàng, Dương San từ trước đến nay là người khá thanh lãnh, từ lúc nào trở thành một tiểu nữ nhân như thế. Nam nhân trước mắt cũng không tính là đẹp trai, quần áo cũng rất bình thường,
không hề giống kẻ có tiền. Chẳng lẽ chỉ vì hắn có võ công cao? Dương San thấy Hàn Nhạc Hân sững người như thế, nhẹ nhàng đẩy nàng một cái, sau đó nói, Nhạc Nhạc, ta đã đặt thêm một căn phòng khác. Phòng đã đặt trước đó, ngươi chịu khó ở một mình nhé. Hiểu rồi, các ngươi là tiểu biệt thắng tân hôn chứ gì, khẳng định một đêm xuân giá trị thiên kim. Hàn Nhạc Hân nhìn không liếc mắt, tức giận nói, nhưng các ngươi cũng phải kềm chế một chút, ngày mai chúng ta còn phải họp nữa đấy. Hạ Thiên hỏi, vợ tiểu Tiểu Dương, ngày mai nàng họp cái gì thế? Chỉ là đại hội giao lưu trong ngành thôi mà. Dương San giải thích, bên phía Tuyết Thành hình như phát hiện một điểm du lịch mới. Bọn họ dự định kết hợp với một số công ty du lịch và tinh anh cùng ngành xây dựng một thắng cảnh du lịch ở đó, đưa nền kinh tế nơi này phát triển lên. Hàn Nhạc Hân bổ sung, bài danh đệ nhất thiên tử Lệ Lệ Á cũng sẽ xuất hiện vào ngày mai. Đến lúc đó ngươi có muốn nhìn thấy nàng ta hay không? Hạ Thiên nhếch miệng, ta hoàn toàn không có hứng thú với nữ nhân xấu xí. Ngươi mắng ai xấu xí? Hạ Thiên vừa nói xong, lập tức có người bất mãn lao đến, vừa rồi không phải các ngươi đang nói xấu á á chúng ta chứ? Á á của các ngươi? Hàn Nhạc Hân nghe tiếng, vội đưa mắt nhìn sang, phát hiện là đám thiếu niên thiếu nữ 18-19 tuổi, các ngươi là ai? Người thân của Lệ Lệ Á à? Một thiếu niên lên tiếng, ta là thành viên của Lệ Gia Quân. Á á là thần tượng của chúng ta, là thần của chúng ta, là tiên nữ của chúng ta. Bất kể là ai, dám nói xấu nàng ấy một câu cũng không được. Nếu không, các ngươi cũng đừng trách ta không khách sáo. Hàn Nhạc Hân nghe xong, không khỏi cau mày, nhẹ giọng nói, thì ra là fan cuồng của Lệ Lệ Á. Thôi, chúng ta cũng đừng nên trêu chọc bọn họ, tất cả đều là một đám điên rồ, không thể nói lý. Dương San cũng đã nghe nói đến cái gọi là Lệ Gia Quân, khắp nơi giữ gìn danh tiếng của Lệ Lệ Á, kể cả trên mạng lẫn ngoài đời, khiến người ta khá chán ghét. Lệ Gia Quân, cái thứ gì thế? Hạ Thiên không hiểu, nữ nhân xấu như vậy mà cũng có fan hâm mộ. Con mẹ nó, người nói cái gì? Có ngon lặp lại lần nữa xem. Đám thiếu niên kia lập tức nổ tung, tiến lên bao vây ba người Hạ Thiên, người dám nói xấu Lệ tiên tử của chúng ta. Hôm nay, nếu ngươi không xin lỗi, ngươi đừng hòng rời đi. Dương San cau mày, bất mãn nói, các ngươi muốn làm gì? Chẳng làm gì cả, chỉ muốn ba con chó các ngươi quỳ xuống xin lỗi. Một người há miệng mắng to, ngươi dám mắng nữ thần của chúng ta, đây chính là sự khiêu khích đối với Lệ Gia Quân chúng ta. Nếu các ngươi không xin lỗi, các ngươi đừng hòng rời đi. Có thiếu nữ nhìn chằm chằm điện thoại một hồi, sau đó kêu lên, a, ta nhớ ra rồi. Hai người bọn họ cũng có tên trong bảng xếp hạng hướng dẫn viên du lịch đẹp nhất. Một người tên Dương San, một người tên Hàn Nhạc Hân. Thì ra là các ngươi. Khó trách, hai nữ nhân các ngươi độc ác thật. Đánh chết bọn họ đi. Lần này, các ngươi nhất định muốn cướp tài nguyên của Á Á chúng ta. Rất nhanh, đám người này liền gọi thêm bạn, người vây quanh càng lúc càng nhiều. Sau đó không biết ai là người ra tay đầu tiên. Những người còn lại giống như nghe được hiệu lệnh tấn công, tất cả cùng nhau ra tay. Hạ Thiên, Dương San, còn có Hàn Nhạc Hân đều bị đám người kia bao phủ. Đám người này đánh hơn một tiếng, gần như tất cả mọi người đều sưng mặt sưng mũi, cuối cùng bị cảnh sát bắt đi hết. Về phần Hạ Thiên, Dương San và Hàn Nhạc Hân, ba người bọn họ đã sớm thoát thân, hoặc nói ngay từ đầu bọn họ đã không ở trong vòng vây của đám người. Những người đó chỉ là một đám trẻ con, sau khi bị tẩy não thì trở nên cuồng bạo cực đoan như thế. Dương San đứng trong phòng khách sạn, quan sát đám thiếu niên thiếu nữ tinh lực quá dư thừa kia, lắc đầu không thôi. Hàn Nhạc Hân cũng tiến vào phòng mà Dương San và Hạ Thiên vừa mới đặt xong, nghe Dương San nói, không khỏi lên tiếng, Lệ Lệ Á thành lập Lệ Gia Quân có điểm rất giống tà giáo. Trong lần tuyên truyền trước, bọn họ còn tay cầm tay chặn ngang một con đường hơn cả một tiếng. Ngươi ở đây làm gì? Hạ Thiên tiến đến gần, bất mãn lườm Hàn Nhạc Hân, ngươi mau về phòng của ngươi đi. Hàn Nhạc Hân mở to mắt, có chút kinh ngạc nói, bây giờ mới hơn 9 giờ, chẳng lẽ các ngươi muốn khai chiến ngay bây giờ? Cái gì mà khai chiến? Đầu óc ngươi nghĩ gì vậy? Dương San trừng Hàn Nhạc Hân, sau đó nhìn Hạ Thiên, ông xã, chàng ăn cơm tối chưa? Hạ Thiên tiến lên ôm eo Dương San, cơm tối có ăn hay không đối với ta không thành vấn đề.
chúng ta ăn cái khác trước đi. À, Dương San nghe Hạ Thiên ý tại ngôn ngoại, gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ ửng lên. Ta đích thật không nên ở lâu. Hàn Nhạc Hân có chút bất đắc dĩ che mặt, cảm thấy mình quả thật là đồ dư thừa, được rồi, ta về phòng của mình đây. Cộc cộc cộc. Đúng vào lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Hàn Nhạc Hân nghe được tiếng gõ, đang định ra mở cửa, có thể là người của đại hội phái đến thương lượng và tiếp đãi chúng ta. Tuy nhiên, Dương San lại cảm thấy không ổn. Phòng trước đó bọn họ đặt cũng không phải phòng này. Đây là gian phòng nàng vừa mới đặt cho nàng và Hạ Thiên. Nếu người của bên tổ chức phái đến, nhất định không thể đến gõ cửa phòng này được. Nàng lập tức gọi lại Hàn Nhạc Hân, khoan đã, người mở cánh cửa khác đi. Thế nào, Hàn Nhạc Hân đã vặn cửa ra. Bành! Cửa phòng lập tức bị người ta đá văng, Hàn Nhạc Hân cũng bị ngã lăn trên mặt đất. Tiếp theo, 5-6 nam nhân thân cao mã đại cùng nhau vọt vào. Các ngươi là ai? Hàn Nhạc Hân ngã trên mặt đất, đang cố gắng giãy giụa đứng dậy, tự tiện xông vào phòng người khác là phạm pháp. Khách sạn này làm ăn như thế nào vậy? Tại sao bảo an lại kém đến như thế? Khách sạn này là sản nghiệp của ta. Có người chậm rãi cất bước đi vào, ta muốn vào phòng nào thì vào phòng nấy. Ngươi nói bảo an với ta, ngươi đang kể chuyện cười à? Hàn Nhạc Hân ngẩng đầu, nhìn thấy một nam nhân trung niên mặc áo sơ mi đỏ. Trên trán bên trái của ông ta còn có một vết sẹo, vẻ mặt hung tợn khiến người ta nhìn thấy mà sợ hãi. Cho dù là khách sạn của ngươi, ngươi cũng không có tư cách tự tiện xông vào phòng của khách. Đây là phạm pháp, mặc dù Hàn Nhạc Hân có chút sợ hãi nhưng vẫn không nhịn được mà cảm thấy tức giận. Người đến hừ lạnh một tiếng, tiến lên đạp Hàn Nhạc Hân một cước, sau đó vỗ tay một cái, ra lệnh cho đám nam nhân kia bắt lấy Hàn Nhạc Hân. Ngươi làm gì thế, thả ta ra. Hàn Nhạc Hân hét lên, cứu mạng, bắt cóc. Bịt miệng nàng ta lại. Nam nhân trung niên áo sơ mi đỏ bước đến trước mặt Dương San và Hạ Thiên, ánh mắt khinh miệt nhìn Hạ Thiên, sau đó nhìn Dương San, hắn là ai vậy? Hạ Thiên khó chịu trả lời, ngươi là ai? Ta, nam nhân áo sơ mi đỏ cười lạnh, ngươi đến địa bàn của lão tử, nhưng lại không biết ta là ai. Dương San lạnh lùng nhìn chằm chằm nam nhân trung niên, thản nhiên nói, hắn là chồng của ta, Hạ Thiên. Chồng, nam nhân áo sơ mi đỏ cau mày, tại sao ta lại không nhớ ngươi đã kết hôn nhỉ? Ta đã sớm điều tra tư liệu của ngươi, ngươi đừng hòng gạt ta. Nói xong, ông ta lại tức giận nhìn Hạ Thiên, ngươi cũng đừng tùy tiện tìm một kẻ ngốc giả mạo chồng mình để gạt ta. Ngươi chính là cái tên ngu ngốc đang dây dưa vợ của ta. Hạ Thiên lại càng khó chịu hơn, ta đang định giết tên ngớ ngẩn ngươi, tự ngươi lại đưa đến cửa. Ha ha ha, giết chết ta. Nam nhân mặc áo sơ mi đỏ cười rộ lên, thậm chí còn cười đến run cả người. Này, tiểu tử, ngươi có biết ta là ai không? Hạ Thiên nhếch môi, ngươi chỉ là một tên ngớ ngẩn sắp chết mà thôi. Cuồng quá nhỉ, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nam nhân mặc áo sơ mi đỏ một lần nữa cười to, ta không ngại nói cho ngươi biết, lão tử tên Bạch Thiên Hào của Bạch gia, đệ nhất công tử Tuyết Thành. Ở nơi khác, ngươi có thể cuồng, nhưng ở Tuyết Thành, ngươi có là hổ cũng phải nằm xuống. Dương San một cước đạp tới, đạp đối phương lăn mấy vòng, va mạnh vào vách tường đối diện. A! À, Bạch Thiên Hào kêu thảm một tiếng, khóe miệng chảy máu. Đám bảo tiêu ông ta mang đến lập tức thả Hàn Nhạc Hân ra, vọt thẳng đến Dương San. Tất cả đứng lại cho ta. Bạch Thiên Hào gọi lại thuộc hạ của mình, sau đó chậm rãi đứng lên, chậc chậc chậc, đúng là quá sức, nhưng ta thích. Ngươi nói ta thì được nhưng ngươi không được nói chồng của ta. Ánh mắt Dương San lạnh như băng nhìn chằm chằm Bạch Thiên Hào, bằng không, lần sau cũng không phải đá ngươi một cước đơn giản như vậy đâu. Ha ha, ta biết ngươi sẽ giết ta, đúng không? Bạch Thiên Hào hưng phấn lắc đầu, mỉm cười vỗ tay, ngươi nói như vậy, ta lại càng thích. Thật ra, ta có rất nhiều nữ nhân xinh đẹp, nhưng đẹp như ngươi thì thật sự quá ít. Dương San lạnh lùng nói, đúng là biến thái. Biến thái có cái gì mà không tốt? Bạch Thiên Hào lại càng cuồng thả hơn, chỉ tay vào Hạ Thiên, thật ra hắn cũng biến thái đấy. Đồng loại chọi nhau, ta liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra, vì sao ngươi lại thích hắn mà không thích ta? Hạ Thiên khinh thường nói, ngươi mới là biến thái, ta không phải biến thái. Bạch Thiên Hào,
ngươi đừng lãng phí thời gian nữa. Dương San nói, ta không xem trọng ngươi chút nào. Ngươi ngay cả một phần vạn của chồng ta cũng không bằng. Ngươi nói khiến ta trăm mối không có cách giải. Bạch Thiên Hào cau mày, mặc dù Bạch Thiên Hào ta đã có tuổi nhưng cũng thuộc loại tráng niên, lại có tài sản hơn 100 triệu, đằng sau có Bạch gia chống đỡ. Ngươi có lý do gì mà không thích ta, mà lại đi thích tên tiểu Bạch Kiểm chẳng có ưu điểm gì thế? Hạ Thiên bật cười, cái này mà ngươi cũng không rõ sao? Bởi vì dung mạo của ngươi xấu, còn ta thì đẹp trai. Ngươi đẹp trai, Bạch Thiên Hào một lần nữa phình bụng cười to, được, cứ coi như ngươi đẹp trai đi, thế thì sao? Có rất nhiều người đẹp trai, có thể no bụng sao? Ngươi có bao nhiêu tiền? Ngươi có thể cho Dương San cuộc sống ra sao? Dương San cảm thấy buồn cười, ngươi cho rằng ta là nữ nhân như thế nào? Ta sẽ quan tâm đến loại vật chất kia sao? Có quan tâm hay không là một chuyện, có hay không lại là chuyện khác. Gương mặt Bạch Thiên Hào hiện lên sự kiêu ngạo, nam nhân không thể không có sự nghiệp, cũng không thể không có tiền. Có tiền thì muốn làm gì thì làm, có tiền thì có thể. Hạ Thiên lười biếng nói, ngươi cũng chẳng có nhiều tiền. Với chút tiền này của ngươi chỉ đủ mua một ngôi mộ mà thôi. Tiểu tử, khẩu khí của ngươi thật sự quá phách lối. Bạch Thiên Hào khịt mũi coi thường, tài sản hơn 100 triệu trong mắt ngươi chỉ đủ mua một ngôi mộ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta là Hạ Thiên, Hạ trong xuân Hạ thu đông, Thiên trong đệ nhất thiên hạ. Hạ Thiên hờ hững nói, thật ra ta nói sai rồi, chút tiền đó của ngươi ngay cả mộ cũng không mua nổi. Gương mặt Bạch Thiên Hào vẫn tràn đầy khinh thường như cũ, Hạ Thiên. Là đại nhân vật gì? Hay là công tử ca của một nhà nào đó? Hay là... Đang nói, ông ta đột nhiên đổ mồ hôi lạnh, ngươi vừa nói ngươi là ai? Hạ Thiên, Dương San thay Hạ Thiên lặp lại một lần nữa, Hạ trong xuân Hạ thu đông, Thiên trong đệ nhất thiên hạ. Hạ Thiên, Giang Hải, biểu hiện của Bạch Thiên Hào rốt cuộc ngưng trọng lên, ngươi không phải thần y Hạ Thiên, chồng của Kiều Tiểu Kiều chứ? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, Tiểu Kiều là vợ của ta. Ngươi đã có vợ, vì sao lại còn muốn dây dưa Dương San? Bạch Thiên Hào có chút tức giận trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên nói, liên quan gì đến ngươi? Cho dù ngươi là Hạ Thiên thì tính sao? Nơi này là Tuyết Thành. Ta có thể giết chết ngươi bất cứ lúc nào. Bạch Thiên Hào hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Thiên, sau đó, ta sẽ ném ngươi lên tuyết sơn, cam đoan mấy trăm năm sau cũng không có ai phát hiện thi thể của ngươi. Dương San lạnh giọng nói, ngươi không muốn chết, tốt nhất ngươi nên rời đi ngay bây giờ, đừng nên ép ta giết ngươi. Tốt, 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 Bạch Thiên Hào ý vị thâm trường nhìn Hạ Thiên, sau đó hỏi, nghe nói ngươi có đến mười mấy nữ nhân, người nào cũng đều khuynh quốc khuynh thành. Lại còn trung thành có 102 với ngươi. Trước kia ta không tin, bây giờ xem ra là thật, nhưng ta không phục. Hạ Thiên bật cười, ngươi có phục hay không cũng chẳng liên quan đến ta. Ta muốn đánh cược với ngươi một lần. Bạch Thiên Hào chỉ vào Hạ Thiên, trịnh trọng nói, trong vòng 3 ngày, ta sẽ để Dương San hồi tâm chuyển ý yêu ta. Dương San bó tay, ngươi đừng có si tâm vọng tưởng nữa. Hạ Thiên, ngươi có dám đánh cược với ta không? Ánh mắt Bạch Thiên Hào tràn đầy khinh miệt. Ngớ ngẩn, Hạ Thiên không thèm để ý đến loại người đầu óc có vấn đề này, đầu óc của ngươi có bệnh, ngươi nên về nhà tìm bác sĩ kiểm tra đi, nếu để muộn sẽ không chữa được đâu. Ngươi tưởng ngươi là thần y à? Bạch Thiên Hào kích động, đột nhiên móc một cây súng lục từ trong ngực ra, chỉ vào Hạ Thiên, ngươi không dám bởi vì ngươi không có can đảm, ngươi chẳng qua chỉ mượn thế của tập đoàn thần y mà thôi. Không có tập đoàn thần y. Ngươi ngay cả một người bình thường cũng không bằng. Bây giờ ta sẽ nổ súng bắn, a. À, đùng. Lời còn chưa nói hết, tiếng súng nổ đã vang lên. Tuy nhiên, người bị bắn trúng không phải là Hạ Thiên mà là Bạch Thiên Hào ông ta. Ngực Bạch Thiên Hào trào máu, rất nhanh nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi vốn đã màu đỏ. Không thể nào, Bạch Thiên Hào hoàn toàn không tiếp nhận được sự thật này, chỉ là cơ thể dần dần bất lực, rất nhanh ngã xuống đất. Không rõ sống chết. Thiếu gia, đám bảo tiêu nhìn thấy, trong mắt như muốn lồi ra, vội tiến lên đỡ Bạch Thiên Hào dậy. Ngươi dám giết thiếu gia của chúng ta, bắt bọn họ lại cho ta. Đầu lĩnh thét lên, một người cũng đừng hòng chạy thoát. Hạ Thiên cười nói, ánh mắt các ngươi bị mù à. Súng là của ông ta, người nổ súng cũng là ông ta,
có liên quan gì đến ta chứ? Đám bảo tiêu kia nhìn nhau, thật ra, bọn họ cũng rất mơ hồ. Vừa rồi, bọn họ xác thực tận mắt nhìn thấy Bạch Thiên Hào cầm súng chỉ vào Hạ Thiên, nhưng sau khi tiếng súng vang lên, người ngã xuống lại là Bạch Thiên Hào. Điều này có chút không thể hiểu được. Bất kể nói như thế nào, ba người các ngươi cũng đừng hòng chạy trốn. Đầu lĩnh bảo tiêu cho tay vào ngực, lấy ra khẩu súng nhắm ngay Hạ Thiên, bắt hết tất cả lại, mang về Bạch gia, để gia chủ xử lý. Ngoại trừ hai người đang vịn Bạch Thiên Hào, những người khác đều móc súng nhắm ngay Dương San. Về phần Hàn Nhạc Hân, lúc này nàng không bị để ý đến. Nàng đang suy nghĩ có nên lặng lẽ chuồn đi hay không, sau đó nghĩ cách tìm người đến giúp đỡ. Hạ Thiên hờ hững nói, các ngươi có thể nổ súng thử một chút, xem ai sẽ là người ngã xuống. Hừ, ngươi còn muốn giả thần giả quỷ, nếu không để ngươi ăn chút đau khổ, ngươi sẽ không biết thế nào là lợi hại. Bảo tiêu đầu lĩnh hừ lạnh một tiếng, đầu súng hạ thấp xuống một chút, bắn một phát vào chân Hạ Thiên. Một phát bắn qua, xương bánh trẻ bị bắn trúng. A, Bạch Thiên Hào đang ngất đi bỗng dưng tỉnh dậy, thấy chân của mình bị bắn thủng, tức đến mức muốn giết người. A, con mẹ nó, ai bắn vào chân của ta thế? Không đợi bảo tiêu đầu lĩnh trả lời, ông ta lại ngất đi lần nữa. Dương San thản nhiên nói, nếu có thời gian ở đây nói nhảm, các ngươi nên tranh thủ đưa ông ta đến bệnh viện. Nói không chừng còn cứu được. Hừ, chuyện hôm nay vẫn chưa xong đâu. Bảo tiêu đầu lĩnh cũng không muốn chần chừ. Nếu Bạch Thiên Hào chết ở đây, bọn họ hơn phân nửa cũng không sống được, chỉ là cơn giận trong lòng khó tiêu, trước khi đi còn ném xuống một câu độc ác, Tuyết Thành là địa bàn của Bạch gia, các ngươi trốn không thoát đâu. Muốn cút thì cút, còn ở đây nói nhảm nhiều như vậy. Hạ Thiên cũng không kiên nhẫn, ném toàn bộ đám người này ra ngoài cửa sổ. Mẹ ơi, nơi này là lầu 6, ngươi ném bọn họ xuống như vậy, bọn họ chết chắc rồi, hả? Hàn Nhạc Hân nổi cả gai ốc, vội vàng chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới, phát hiện không thấy một ai. Dưới lầu hoàn toàn trống rỗng, đừng nói người, ngay cả chó cũng không thấy. Chuyện gì xảy ra thế? Hàn Nhạc Hân mờ mịt xoay người lại, nhìn Hạ Thiên và Dương San, tại sao không thấy người nào thế? Biến mất hết rồi sao? Hay là phi thiên rồi? Dương San mỉm cười, cũng không giải thích nhiều, người chỉ bị hoa mắt mà thôi. Thật sao? Hàn Nhạc Hân cau mày, nhịn không được xoa xoa ánh mắt của mình. Được rồi, không cần để ý đến chuyện này nữa. Dương San vỗ vai Hàn Nhạc Hân, cười nói, nếu không phải đi cùng với ta, vừa rồi ngươi cũng sẽ không bị thương. Hàn Nhạc Hân quả nhiên bị di chuyển sự chú ý, lắc đầu nói, ta không có bị thương, chỉ là bị cửa đâm trúng nên hơi đau mà thôi. Chúng ta là bạn học tốt với nhau, bây giờ còn là đồng nghiệp. Ngươi cần chi phải nói mấy lời khách sáo như vậy làm gì? Tuy nhiên Bạch gia cũng không phải dễ trêu. Hàn Nhạc Hân vừa nói vừa có chút bận tâm, lần này, Bạch gia là người tài trợ cho đại hội, không biết có làm khó dễ chúng ta hay không? Nếu không, chúng ta về Thanh Phong Sơn đi. Dương San cười nhạt một tiếng, cũng không quá khẩn trương, yên tâm đi, Bạch gia cũng không phải loại ngu ngốc như Bạch Thiên Hào. Lần này chủ trì đại hội là lão gia tử Bạch gia Bạch Vạn Bang. Ông ta có thể phát triển Bạch gia và tập đoàn Lăng Tiêu đến trình độ như bây giờ, ông ta không phải là một thằng ngu. Có ngu hay không có quan trọng không? Hàn Nhạc Hân nói, vừa rồi, Bạch Thiên Hào bị thương thành như vậy, ông ta nhất định sẽ giận chó đánh mèo chúng ta. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, hơi khinh thường nói, giận chó đánh mèo thì giận chó đánh mèo. Một lão Bạch si thôi mà, có cái gì mà phải lo lắng? Được rồi. An toàn của chúng ta nhờ hết vào ngươi. Hàn Nhạc Hân cũng không biết nên nói cái gì. Dù sao bản lĩnh của Hạ Thiên trong mắt của nàng rất thần kỳ. Có hắn ở đây, nàng cũng yên tâm hơn không ít. Chẳng liên quan gì đến ngươi. Hạ Thiên nhếch miệng, ta chỉ cam đoan an toàn cho vợ Tiểu Tiểu Dương mà thôi. Hàn Nhạc Hân mở to mắt, không phải chứ. Ta cũng là mỹ nữ mà, ngươi không có ý định làm thân sĩ một chút hay sao? Dung mạo của ngươi chỉ được, không tính là mỹ nữ. Hạ Thiên nói. Hàn Nhạc Hân bị lời nói của Hạ Thiên làm cho mắc nghẹn, mắt trợn trắng, đành phải nói với Dương San, San San, tính cách này của hắn có thể làm người ta tức chết, rốt cuộc ngươi thích điểm nào ở hắn vậy? Cái này không thể nói với người ngoài được. Dương San cũng không giải thích,
chỉ nói một câu khá khó hiểu, nói ra ngươi cũng không hiểu đâu. Đúng là không hiểu thật, Hàn Nhạc Hân tất nhiên không có chỗ tìm hiểu, nhưng nàng cũng không có ý định tìm hiểu. Dù sao chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến nàng, ta đói bụng quá, trước gọi cái gì ăn nhé. Hạ Thiên khó chịu nói, ngươi còn không mau trở về phòng của mình mà gọi thức ăn. Ngươi càng muốn đuổi ta đi, ta lại càng không đi. Hàn Nhạc Hân hừ lạnh một tiếng, nằm dài lên ghế salon, ta và San San còn phải bàn công việc cho ngày mai. Huống chi, bên phía đại hội còn phái người đến gặp chúng ta. Ta không đi, ngươi có thể làm gì ta? Lời còn chưa nói hết, Hàn Nhạc Hân phát hiện mình đã bay lên. Được rồi, ông xã, chàng đừng dọa nàng ấy nữa. Dương San tiến lên ôm lấy Hạ Thiên, nhẹ giọng nói, ban đêm chúng ta còn có thời gian. Bây giờ chúng ta đi ăn khuya, có được không? Cũng được, trước ăn khuya, sau ăn nàng. Hạ Thiên cười một tiếng, sau đó ôm Dương San nhảy qua cửa sổ. Chưa đến một giây, Dương San và Hạ Thiên đã bình an rơi xuống đất. Cùng lúc đó, Hàn Nhạc Hân ngã thật mạnh xuống đất trong phòng, đau đến mức nhếch miệng, mẹ nó, chẳng có nhân tính gì cả. Chấm. Thành phố Tuyết Thành là một thành phố vừa già vừa trẻ. Nói nó già là bởi vì nó đã tồn tại từ hơn 1.000 năm trước, nhưng vì địa thế vắng vẻ, cho nên nó cũng không được nhiều người biết đến. Về sau, giao thông ngày càng thuận lợi, bắt đầu có khách du lịch đến đây thám hiểm, dần dần lan truyền phong cảnh đẹp không sao tả xiết ở đây, phong tục dân gian độc đáo và những ngọn núi tuyết thần bí khó lường. Thế là, nơi này chính thức lấy Đại Tuyết Sơn làm cơ sở, phát triển nó thành một thành phố du lịch mới. Dần dần, du khách càng lúc càng nhiều, Tuyết Thành cũng ngày càng phồn vinh, trở thành một nơi cực kỳ đẹp ở địa khu Tây Nam. Hạ Thiên ôm Dương San, hai người thân mật đi trên đường. Bốn phía đều là đèn neon lấp lóe, cửa hàng san sát hai bên đường. Ông xã, chúng ta ăn đồ nướng có được hay không? Mắt Dương San quét bốn phía, đưa tay chỉ quán đồ nướng phía trước. Được thôi, Hạ Thiên cũng chẳng có đòi hỏi quá nhiều đối với ăn uống, ăn cái gì cũng được. Trang trí của quán ăn khác đặc sắc, toàn bộ đều trắng như tuyết, bên ngoài còn treo một đống đèn màu, chiêu bài là viết tay, có tên Tuyết Hầu Tử. Hoan nghênh, hai vị đi mấy người. Hạ Thiên và Dương San bước đến, lập tức có nhân viên phục vụ đến chào hỏi, bên trong đã đầy khách, hai vị có muốn ngồi ở bên ngoài không? Được thôi, Dương San nhìn Hạ Thiên một chút, sau đó gật đầu nói, quán ăn các ngươi có thực đơn không? Có, nhân viên phục vụ nhanh chóng dọn ra một cái bàn trống, ra hiệu Dương San và Hạ Thiên đến ngồi, sau đó chạy vào trong lấy ra một tờ giấy, đây là menu, khá đơn giản, khách nhân xem qua rồi chọn món ạ. Dương San tiếp nhận menu, nhìn thoáng qua rồi đưa cho Hạ Thiên, ông xã, chàng muốn ăn gì? Quán các ngươi có món gì ngon không? Dương San cười hỏi. Nhân viên phục vụ chỉ vào chiêu bài, có, chính là Tuyết Hầu Tử, là chiêu bài của quán chúng ta. Tuyết Hầu Tử, Dương San sửng sốt, sau đó cau mày, không phải là khỉ chứ? Dĩ nhiên không phải rồi. Nhân viên phục vụ vội vàng giải thích, là một loại khuẩn nấm mọc trên núi tuyết, hình dáng giống con khỉ, lại có màu trắng, cho nên mới được gọi là Tuyết Hầu Tử. Hương vị của nó trơn mềm, khá giống với thịt, dinh dưỡng lại nhiều, ăn rất ngon. Dương San nhìn Hạ Thiên, ông xã, chàng có muốn gọi thử không? Hạ Thiên gật đầu, được, trước mang ra 100 phần đi. 100 phần. Nhân viên phục vụ ngẩn cả người, liếm môi một cái, khách nhân, ngài đừng có nói giỡn, quán chúng ta không chuẩn bị nhiều như vậy đâu. Một năm, chúng ta cũng chưa chắc thu được 100 cái trên núi tuyết. Hạ Thiên lười biếng nói, có bao nhiêu mang ra bấy nhiêu. Hình dáng của Tuyết Hầu Tử rất lớn, phân lượng đều có đủ. Nhân viên phục vụ lên tiếng nhắc nhở, gọi quá nhiều, khả năng sẽ ăn không hết. Hai khách ba cái là được, bởi vì mọi người còn gọi món nướng khác nữa mà. 100 cái cũng không đủ ta ăn. Hạ Thiên trả lời lại một câu, tại sao lại nói là ăn không hết? Nhân viên phục vụ kiên nhẫn nói, khách nhân, ta chỉ nghĩ cho ngài thôi mà. Ăn không hết sẽ lãng phí. Hạ Thiên đưa mắt nhìn nhân viên phục vụ, nếu ta ăn hết thì sao? Nếu ăn hết, ta gọi ngài là cha. Nhân viên phục vụ nói mà không nhìn Hạ Thiên. Tiểu tử trước mắt thật sự quá đáng ghét, không có việc gì cứ cắn mãi chuyện này làm gì.
Hạ Thiên lắc đầu, ngươi không xứng làm con trai của ta. Như vậy đi, Dương San suy nghĩ một chút rồi nói, ngươi cứ mang 20 phần tuyết hầu tử ra đây trước. Món khác thì khoảng 10 phần, nếu không đủ sẽ gọi ngươi làm thêm, được chứ? Được, nhân viên phục vụ cũng không tiếp tục khuyên nữa. Dù sao cũng chẳng phải tiền của hắn ta. Nhưng khi đến nhà bếp, hắn ta nhịn không được tức giận nói, trước nướng 20 phần tuyết hầu tử. Bên ngoài có kẻ đang nổ, nói mình có thể ăn hết 100 phần. Có người đang nướng đồ trong nhà bếp, nghe nhân viên phục vụ nói, người này chỉ cười, sau đó lấy ra một cây nấm tuyết hầu tử, 2-3 lần đã cắt ra, sau đó bỏ lên bếp nướng. Bên trên cây nấm màu trắng rịn ra thứ nước màu đỏ. Sau khi dính phải lửa, oanh một tiếng, một ngọn lửa bốc lên. 10 phút sau, món ăn đã được nướng xong, chuẩn bị đưa ra ngoài. Nhân viên phục vụ mang đĩa thức ăn ra ngoài. Khách nhân, đây chính là tuyết hầu tử. Nhân viên phục vụ cố ý đặt trước mặt Hạ Thiên, hơi khiêu khích, ngươi ăn trước một phần đi, sau đó hãy suy nghĩ lại xem có nên thu hồi lại lời nói của mình vừa nãy không. Hạ Thiên liếc qua đồ trong đĩa, vừa nãy ngươi nói đây là thứ gì? Tuyết hầu tử, là một loại đặc sản ở đây, không phải ta vừa mới nói sao? Nhân viên phục vụ sửng sốt, sau đó mỉm cười chỉ vào đồ vật trong đĩa cùng với nước canh màu đỏ, giải thích ngươi sẽ không nghĩ thứ nước màu đỏ này là máu chứ? Không phải đâu, sau khi tuyết hầu tử được làm nóng, nước chảy ra chính là màu đỏ này. Ta không nói nó là máu. Hạ Thiên lười biếng nói, ta nói đây là độc. Vị khách nhân này, người đừng đùa nữa, không vui đâu. Nhân viên phục vụ có chút không vui. Dương San biết tính tình của Hạ Thiên, hắn xưa nay sẽ không bắn tên không đích. Nếu hắn đã nói như vậy, thứ này nhất định không ổn, người có thể gọi đầu bếp ra đây được không? Ý của các ngươi là gì? Nhân viên phục vụ nghi hoặc nhìn Hạ Thiên và Dương San, người hoài nghi quán chúng ta hạ độc trong thức ăn. Chúng ta mở tiệm ở đây lâu như vậy, đây là lần đầu tiên gặp phải khách giống như hai ngươi. Dương San nói, thật ngại quá, chỉ là chúng ta muốn tìm hiểu kỹ hơn về món này thôi. Trong quán không có đầu bếp, nguyên liệu nấu ăn đều do ông chủ đích thân xử lý. Nhân viên phục vụ mặt không thay đổi nói, nguyên liệu nấu ăn trong quán chúng ta tuyệt đối không thành vấn đề, cũng không có khả năng có độc. Nếu các ngươi cảm thấy không muốn ăn tuyết hầu tử, các ngươi có thể gọi món khác. Lúc này, cũng có một số khách mới đến nghe được, không khỏi bật cười. Ha ha ha, đúng là một đôi cát điêu. Một đầu lĩnh tiểu lưu manh cột mái tóc đuôi ngựa màu vàng giễu cợt, mỹ nữ, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, tại sao lại không mang não theo? Nếu trong thức ăn có độc, đối với ông chủ có chỗ tốt gì chứ? Huống chi huyết hầu tử rất khó có được, ông ấy có tiền không kiếm, lại đi kiếm cho mình án tử hình. Đúng vậy. Tuyết hầu tử chỉ là khuẩn nấm thôi mà. Bạn gái ngồi cùng bàn với người này cũng trào phúng không thôi, nửa tháng nay, nó được quảng cáo rất nhiều trên mạng, không biết có bao nhiêu người mộ danh mà đến đây. Dương San hỏi, nói như vậy, các ngươi đã thử qua. Mỹ nữ, người tưởng tuyết hầu tử là loại hàng bình thường à? Nó rất quý đấy, thanh niên cột tóc đuôi ngựa xoay người lại nói với Dương San, thứ này chỉ sinh trưởng trong rãnh sâu của núi tuyết. Số lượng rất ít, nếu muốn ăn phải đặt trước, lại còn chưa chắc đã được. Ông chủ của quán này gan lớn, ngày nào cũng lên núi hái, cho nên mới có thể buôn bán rộng rãi như vậy. Nói xong, hắn ta nhìn nhân viên phục vụ, đúng không, tiểu ca, ta nói không sai chứ? Không sai, nhân viên phục vụ cao hứng đáp lại, toàn bộ tuyết thành cũng chỉ có quán chúng ta mới có thể cung cấp tuyết hầu tử với số lượng lớn, không có quán thứ hai đâu. Hạ Thiên nhếch miệng, nói nhảm từ nãy đến giờ vẫn không trả lời vấn đề của ta. Vị khách này, ngươi không phải cố ý đến gây chuyện chứ? Nhân viên phục vụ thấy thái độ của Hạ Thiên vẫn còn hoài nghi, ánh mắt bắt đầu trở nên bất thiện, các ngươi không phải do người khác sai đến chứ? Tuyết hầu tử là cái gì? Trên mạng có video, các ngươi có thể lên đó tìm kiếm. Thanh niên tóc đuôi ngựa buồn cười nhìn Hạ Thiên, này, tiểu tử! Nếu ngươi không muốn ăn thì có thể nhường lại cho chúng ta không sợ có độc đâu, ha ha ha. Hạ Thiên cũng chẳng thèm phản ứng hai tên ngốc kia, vẫn thản nhiên nhìn nhân viên phục vụ, ta không muốn hỏi lại lần thứ ba, đây là thứ gì? Tuyết hầu tử, khuẩn nấm, không phải thịt khỉ, cũng không có độc.
Nhân viên phục vụ cố nén lửa giận nhìn Hạ Thiên, nếu ngươi cảm thấy món ăn có vấn đề thì có thể nói thẳng, không cần thiết phải quanh co, lòng vòng. Tất cả nguyên liệu nấu ăn của chúng ta đều tươi mới, tuyết hầu tử này cũng là ông chủ mới hái từ tuyết sơn xuống. Lúc này Dương San đưa một đôi đũa sang, không có độc, vậy thì ngươi ăn trước đi. Các ngươi đúng là khôi hài. Nhân viên phục vụ mỉm cười không nói, ăn tuyết hầu tử là một chuyện rất tốt, người khác muốn ăn cũng chưa chắc đã ăn được. Này, anh trai, nếu ngươi không muốn ăn, chỉ bằng đưa sang cho chúng ta, thế nào? Thanh niên tóc đuôi ngựa một lần nữa mỉm cười, chào phúng nói, chúng ta cái gì cũng không sợ. Cho dù có độc, vậy thì càng tốt, bởi vì ta thật sự không sợ. Bạn gái thanh niên tóc đuôi ngựa kiêu ngạo nói, đúng vậy, Mã Vĩ ca chúng ta là ai chứ? Là con nuôi của Bạch Tam gia, đã sớm ăn linh đan rượu dược trong Lăng Tiêu Điện, không nói bách độc bất xâm, nói không chừng còn trường sinh bất tử nữa. Câm miệng đi, thanh niên tóc đuôi ngựa không khỏi chừng bạn gái một cái, con mẹ nó ngươi nói lung tung gì đấy. Bạn gái hắn ta lập tức im bặt, không dám nói gì nữa. Hạ Thiên lười biếng nói với nhân viên phục vụ, nếu ngươi không biết đây là thứ gì, ngươi có thể gọi ông chủ của mình ra. Dương San khuyên nhủ, chúng ta chỉ muốn nói chuyện với ông chủ của ngươi thôi, cũng không có ác ý gì đâu. Được, các ngươi muốn gặp ông ấy đúng không? Để ta đi gọi ông ấy ra đây. Nhân viên phục vụ không có gì để nói, bưng đĩa thức ăn quay vào trong quán. Khoan đã, thanh niên tóc đuôi ngựa bỗng vẫy tay với nhân viên phục vụ, nếu bọn họ không muốn ăn, tuyết hầu tử kia cũng đừng lãng phí, bán nửa giá cho chúng ta đi. Nói xong, hắn ta định đưa tay cầm lấy dĩa thức ăn nhưng bị nhân viên phục vụ ngăn lại. Không được, ông chủ nói, tuyết hầu tử không bán hai lần. Nhân viên phục vụ lắc đầu, vô cùng nghiêm túc, nếu các ngươi muốn ăn thì có thể hạ đơn, ta thông báo cho ông chủ làm một phần mới cho các ngươi. Hai ngón tay của thanh niên tóc đuôi ngựa vẫn kẹp lấy cái đĩa không bỏ, cái này cũng chỉ vừa mới bưng lên, vì sao không thể cho chúng ta ăn chứ? Cũng không phải là không trả tiền mà. Không được, quy củ chính là quy củ. Nhân viên phục vụ kiên quyết từ chối, ông chủ nói, nếu nửa đường bán trao tay, hương vị tuyết hầu tử sẽ biến mất. Mẹ kiếp, lão tử nói muốn là muốn. Thanh niên tóc đuôi ngựa đoạt lấy, cười lạnh, ngươi cứ cản như vậy mãi, không phải có độc thật chứ. Nhân viên phục vụ nghe xong, nhất thời có chút không tiện ngăn cản, chỉ khuyên, tuyết hầu tử này đích thật chỉ có thể ai mua người nấy ăn. Bán trao tay sẽ xảy ra vấn đề. Đây không phải nói đùa đâu. Vậy lão tử lại càng phải ăn. Thanh niên tóc đuôi ngựa nghe xong, lập tức giành lấy, bây giờ lão tử ăn đấy. Cho dù có độc, cũng chẳng làm gì được ra ra ta. Nhân viên phục vụ biến sắc, đưa tay muốn ngăn cản cũng không còn kịp. Thanh niên tóc đuôi ngựa 2-3 miếng đã cho hết đĩa thức ăn vào miệng, vừa nhai vừa giơ ngón tay cái lên, mùi vị cực phẩm, vừa mịn vừa dai, giống như muốn tan chảy trong miệng. Có thể nói là ăn ngon vô cùng. Một chữ thôi, thật con mẹ nó tuyệt phốc. Lời còn chưa nói hết, thanh niên tóc đuôi ngựa mở to mắt, há miệng phun ra một ngụm máu, sau đó ngã xuống đất. Mã Vĩ ca, đại ca, đám người đi cùng với hắn ta vọt lên, xem xét tình trạng của thanh niên tóc đuôi ngựa, sau đó nhìn nhau, có chút khó mà tiếp nhận chết, chết rồi. Chẳng lẽ trong thức ăn thật sự có độc? Mau bắt gã nhân viên phục vụ này lại. Còn có hai người kia nữa, nhất định cũng có vấn đề. Đám người cai ngược lại bình tĩnh hơn. Ngoại trừ bạn gái thanh niên tóc đuôi ngựa đang khóc lóc, những người khác lập tức phân tán ra, bao vây Hạ Thiên và Dương San lại. Hạ Thiên cười nói, người mà các ngươi cần bắt chính là ông chủ bên trong. Đúng, một gã lưu manh tóc nhuộm xanh lấy lại tinh thần, nói với hai tiểu đệ, hai người các ngươi đi vào bắt ông chủ ra đây. Dương San cảm thấy tình huống có chút quái lạ, nhưng Hạ Thiên không nói gì, nàng cũng không tiện hỏi, mặc cho tình thế phát triển tiếp. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi nhắc nhở ta thì có thể thoát khỏi hiểm nghi. Gã lưu manh tóc xanh hung hăng trừng mắt với Hạ Thiên, các ngươi có biết Mã Vĩ ca là ai không? Hôm nay hắn ta chết ở đây, các ngươi ai cũng đừng hòng chạy thoát. Dương San tức giận nói, hắn ta là ai, chúng ta chẳng có hứng thú muốn biết. Hắn ta chết cũng chẳng liên quan đến ta. Tại sao lại không liên quan? Gã lưu manh tóc xanh lạnh giọng nói, ai biết có phải các ngươi hạ độc hay không? Hắn ta cũng không phải trúng độc mà chết. Hạ Thiên nói.
Gã lưu manh tóc xanh ngẩn cả người, trừng mắt mắng Hạ Thiên, không phải ngươi nói trong thức ăn có độc sao? Ta chưa từng nói qua trong thức ăn có độc, Hạ Thiên nhếch miệng, khó chịu nói. Đánh rắm, rõ ràng là ngươi nói. Gã lưu manh tóc xanh gấp lên, móc một con dao chỉ vào Hạ Thiên, vừa rồi chúng ta đều nghe thấy. Hạ Thiên ngáp một cái, ta nói chính là thứ nước màu đỏ này có độc, ta cũng không nói qua trong thức ăn có độc. Tự các ngươi cho rằng trong thức ăn có độc. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Gã lưu manh tóc xanh bị lời nói của Hạ Thiên làm cho phát mộng, tóm lại, bây giờ Mã Vĩ Ca đã chết, các ngươi đều có thể là hung thủ, ai cũng đừng hòng trốn. Bây giờ ta sẽ gọi cho Bạch Tam ra. Gã lưu manh tóc xanh chuẩn bị gọi điện thoại, ông chủ trong quán đã bị hai gã tiểu đệ áp giải ra. Chuyện gì xảy ra vậy? Ông chủ bị kéo ra ngoài, gương mặt vẫn mờ mịt không hiểu, các ngươi chơi cái trò gì vậy? Ngươi chính là ông chủ. Gã lưu manh tóc xanh lạnh lùng nhìn ông chủ, Mã Vĩ Ca ăn thức ăn của quán ngươi, bây giờ bị độc chết, ngươi có cái gì muốn nói không? Ông chủ sửng sốt, sau đó mỉm cười, ngươi nói đùa, thức ăn trong quán chúng ta toàn là nguyên liệu tự nhiên, làm sao có độc được chứ, chứ đừng nói chi hạ độc chết người. Vậy ngươi hãy nhìn đi. Gã lưu manh tóc xanh lui ra phía sau, nhường ra gã thanh niên tóc đuôi ngựa đang nằm trên mặt đất, vừa nãy hắn ta ăn tuyết hầu tử trong quán của ngươi, sau đó chết ngay lập tức. Không thể nào, ông chủ lấy làm kinh hãi, nhanh chóng tiến lên kiểm tra gã thanh niên tóc đuôi ngựa, hắn ta còn chưa chết mà, vẫn còn cứu được. Gã lưu manh tóc xanh mừng rỡ, kéo ông chủ lại, ngươi nói là thật. Đương nhiên là thật, ông chủ lại hỏi, ta nhớ vừa rồi ta chỉ làm một phần tuyết hầu tử cho một cặp tình nhân, tại sao hắn ta lại ăn? Lúc này, nhân viên phục vụ chỉ Hạ Thiên và Dương San, tuyết hầu tử vốn bán cho bọn họ, sau đó bọn họ không muốn ăn, người này liền cướp lấy, sau khi ăn vào thì chết. Ông chủ tức giận đến mức giơ chân, ta đã nói với ngươi rồi, tuyết hầu tử không bán hai lần. Nếu chuyển cho người khác ăn, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Ta đã nói rồi, nhưng hắn ta không nghe. Nhân viên phục vụ ủy khuất nói. Mẹ kiếp, bây giờ các ngươi đừng nói đến chuyện này nữa. Gã lưu manh tóc xanh gấp lên, cầm dao chỉ vào tim ông chủ, ngươi nói có cách cứu Mã Vĩ Ca, bây giờ ngươi lập tức cứu cho ta. Nếu không cứu được, ngươi bồi táng theo đi. Muốn cứu hắn ta chỉ có một cách, ông chủ bị dọa sợ, vội vàng chỉ vào Dương San và Hạ Thiên, chính là để bọn họ nhỏ ra một giọt máu cho Mã Vĩ Ca. Hắn ta sẽ không sao. Dương San nghe xong, không nhịn được bật cười, người mở quán ăn hay là khiêu đại thần thế? Người bên ngoài các ngươi thì biết cái gì? Ông chủ vô cùng bất mãn, trịnh trọng giải thích, đây chính là đặc tính của tuyết hầu tử, là thức ăn thần tiên trên núi tuyết ban cho chúng ta. Cho nên không thể chuyển cho người khác. Ta mặc kệ thần tiên hay không thần tiên, bây giờ Mã Vĩ Ca sắp chết rồi. Gã lưu manh tóc xanh cầm dao chỉ vào ông chủ, quát lớn, ngươi đã biết chuyện gì xảy ra, ngươi phải cứu Mã Vĩ Ca trở về, nếu không ta làm thịt ngươi. Ta đã nói rồi, ông chủ có chút sợ hãi chỉ vào Hạ Thiên, chỉ cần bọn họ nhỏ máu tim cho Mã Vĩ Ca uống thì sẽ không sao. Mặc dù gã lưu manh tóc xanh không tin được, nhưng ngựa chết chữa như ngựa sống, vì thế hắn ta chuyển dao sang Hạ Thiên, ngươi dựa theo lời ông ta mà làm, có nghe hay không? Ta không thích bị người ta cầm vũ khí chỉ vào. Hạ Thiên nói, người muốn chết thì có thể tiếp tục. Dương San lạnh giọng nói, vừa rồi ngươi cũng ở bên cạnh, hẳn phải biết việc này chẳng có liên quan gì đến chúng ta. Con mẹ nó, ta không quản nhiều như vậy. Gã lưu manh tóc xanh thật sự không rảnh quan tâm nhiều như thế, chỉ biết thúc giục, tóm lại, trước khi Bạch Tam ra đến, mặc kệ có biện pháp nào, tất cả đều phải thử trước rồi nói. Các ngươi không muốn nhỏ máu. Vậy cũng đừng trách ta ra tay. Dương San bó tay, bây giờ ngươi đưa hắn ta đến bệnh viện, có khi còn cứu được. Không thì để ông xã ta kiểm tra cho hắn ta, chồng ta chính là thần y đấy. Ngươi là bác sĩ, gã lưu manh tóc xanh không khỏi sửng sốt, ngươi mau kiểm tra xem Mã Vĩ Ca rốt cuộc như thế nào. Chết hay không chết? Không cần nhìn, chết thẳng cẳng rồi. Hạ Thiên nhếch miệng, lại còn cải chính, còn nữa, ta là thần y. Không phải bác sĩ. Hai cái này không phải là một. Gã lưu manh tóc xanh ngẩn ra, sau đó nhìn ông chủ, ngươi không phải nói Mã Vĩ Ca còn chưa chết sao? Chưa chết mà, ông chủ vẫn kiên trì quan điểm của mình,
chỉ cần ngươi lấy máu tim của bọn họ cho Mã Vi uống, tuyệt đối hữu hiệu. Nếu vô hiệu, ngươi cứ đâm ta chết cũng được. Nghe xong, gã lưu manh tóc xanh lại càng tin tưởng ông chủ quán hơn, một lần nữa chỉ giao vào Hạ Thiên, bất kể như thế nào, ta cũng muốn thử một chút. Anh trai, đừng trách ta nhé. Hắn ta lập tức mang đến một cái bát, giơ dao định đâm vào tim Hạ Thiên. Bành! Dương San đá thẳng một cước, đạp bay gã lưu manh tóc xanh ra ngoài, bay mười mấy mét mới ngừng lại được. Lục Mao ca! Mấy tiểu đệ khác nhìn thấy, lập tức lao lên. Bành! 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 Rất nhanh những người này cũng bị đạp bay, té lăn quay dưới đất, lăn thành một đống với gã lưu manh tóc xanh. Bọn họ đang định đứng lên, Dương San đã lạnh lùng nói, tất cả nằm xuống cho ta, không được nhúc nhích. Nếu không, đừng trách ta không khách sáo. Hạ Thiên mỉm cười, vợ tiểu tiểu Dương, nàng tức giận à. Bọn họ cầm dao chỉ vào chàng, còn chỉ những hai lần, ta nhịn không được. Tâm trạng bất mãn của Dương San khó mà bình phục, hơn nữa, ta đã nói với bọn họ rồi, mà bọn họ vẫn cứ như thế. Ta không đánh bọn họ là không được mà. Thật ra, nàng không cần thiết phải tức giận. Hạ Thiên chậm rãi đứng lên, tự nhiên ôm lấy eo của nàng, đám ngớ ngẩn này chẳng tạo thành uy hiếp gì cho chúng ta. Mặc dù gã lưu manh tóc xanh không đứng dậy được nhưng ngoài miệng vẫn cường ngạnh như cũ, các ngươi đánh bại chúng ta cũng không sao, nhưng Mã Vĩ ca lại là con nuôi của Bạch Tam gia. Ta đã gọi điện thoại cho Tam gia, ông ấy sẽ lập tức đến ngay. Đến lúc đó các ngươi chết chắc. Ngươi mới chết đấy. Hạ Thiên cười nói, có liên quan gì đến ta? Gã lưu manh tóc xanh muốn phản bác, nhưng cuối cùng chỉ lườm Dương San một cái rồi im lặng, đồng thời còn trừng mắt với Hạ Thiên một cái. Lúc này, Hạ Thiên đã quay lại nhìn ông chủ quán nướng, vừa rồi vì sao ngươi lại nói tên ngu ngốc buộc tóc đuôi ngựa kia chưa chết? Hắn ta thật sự chưa chết mà. Ông chủ sợ rụt cổ một cái, hắn ta chỉ trúng độc của Tuyết Hầu tử mà thôi. Chỉ cần có người nhỏ vào một giọt máu tim là có thể cứu sống. Hạ Thiên lười nói thêm câu nào, ai nói cho ngươi biết? Không, không ai nói cả. Ông chủ mờ mịt nhìn Hạ Thiên, đây là truyền thuyết lưu truyền từ thời thượng cổ rồi mà. Dương San cảm thấy ông chủ này không ổn, lập tức phản bác, Tuyết Hầu tử này cũng chỉ mới xuất hiện gần đây, lấy đâu ra truyền thuyết từ thời cổ. Tuyết Hầu tử đúng là gần đây mới xuất hiện nhưng cũng không phải là chưa từng xuất hiện trước kia. Ông chủ vội giải thích, cứ cách một khoảng thời gian, trên núi tuyết sẽ xuất hiện thứ này, nhưng trước kia cũng chỉ một hai gốc mà thôi. Gần đây thì nó mọc lên nhiều lắm, cho nên mới có thể đưa vào thực đơn của quán ăn. Hạ Thiên nói, ta không rảnh nghe ngươi nói nhảm. Ngươi nói thẳng đi, ngươi hái Tuyết Hầu tử ở đâu? Bên trong rãnh sâu sườn núi phía bắc, còn có vách núi. Ông chủ không biết Hạ Thiên hỏi để làm gì nhưng vẫn thành thật trả lời, hơn nữa nhìn tình huống, nó còn có xu hướng phát triển ra bên ngoài. Nếu các ngươi muốn, lần sau khi ta lên núi hái, ta có thể hái giúp các ngươi một ít. Không cần, bây giờ chúng ta đến đó xem. Hạ Thiên trực tiếp cắt ngang lời ông chủ. Bây giờ, ông chủ mở to mắt, không thể tưởng tượng nổi, đại ca, bây giờ cũng đã 10 giờ hơn, đừng nói là lên núi. Chúng ta còn phải chuẩn bị một số trang bị. Khi đến chân núi cũng đã quá nửa đêm, chẳng khác nào đi tìm chết. Hạ Thiên tùy ý nói, lên núi chỉ vài giây là cùng. Vài giây, đại ca, ngươi tưởng ta là thần tiên à? Ông chủ ngồi bệt xuống đất, khi ta một mình lên núi, ta còn phải chọn thời điểm có thời tiết sáng sủa, hơn nữa còn phải đi vào ban ngày. 1-2 giờ chiều là phải xuống núi. Nếu bây giờ mang hai người đến đó, chính là tìm chết. Với phế vật như ngươi mà còn đòi mang chúng ta lên núi. Ánh mắt Hạ Thiên hiện lên sự khinh thường, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Ta và vợ tiểu tiểu Dương lên núi là được, thuận tiện mang ngươi theo, chính là để ngươi chỉ đúng phương vị của Tuyết Hầu tử. Ông chủ nhìn Hạ Thiên giống như nhìn người điên, đành phải nói với Dương San, mỹ nữ, ngươi khuyên chồng của ngươi đi. Bây giờ lên núi, đừng nói là tìm Tuyết Hầu tử, rõ ràng chính là tìm chết. Ông xã ta không bao giờ chết. Dương San lạnh nhạt nói, hắn nói như thế nào, ngươi cứ làm như thế đó đi, ngươi sẽ không có việc gì đâu. Ông chủ bất đắc dĩ, lắc đầu cảm thán, đúng là hai tên điên. Vợ tiểu tiểu Dương, nàng còn muốn ăn khuya nữa không? Hạ Thiên hỏi. Dương San lắc đầu, ông xã, bữa ăn khuya này có ăn hay không cũng không quan trọng,
chuyện của chàng quan trọng hơn. Được, vậy chúng ta đi thôi. Hạ Thiên mỉm cười, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Dương San, vợ tiểu tiểu Dương, vừa lúc ta dẫn nàng lên núi tuyết ngắm phong cảnh. Khoan đã, hai người còn chưa thể đi. Lúc này, một bóng người từ đằng xa chậm rãi đi tới, lạnh giọng nói, người giết con nuôi của ta rồi còn muốn bỏ đi. Dương San ngoái nhìn, phát hiện người đến là một lão già tóc dài mặc trường sam màu trắng. Lão già nhìn qua khoảng 50 tuổi, lông mày nhạt, mắt hình bát tự, khổ tướng nhưng thân hình lại cao lớn tráng kiện, nhìn qua quả là cọng rơm cứng. Bạch, Bạch Tam gia, đám côn đồ kia nhìn thấy lão già, lập tức xoay người bò lên. Nhất là gã lưu manh tóc xanh, quỳ gối trước mặt lão già, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, Bạch Tam gia, ta vô dụng, không bảo vệ tốt Mã Vĩ Ca. Sau đó, hắn ta chỉ tay về phía Hạ Thiên, Mã Vĩ Ca chính là bị ba người bọn họ hại chết. Đôi cẩu nam nữ này cùng một bọn với ông chủ quán. Bọn họ đã thiết lập kế hoạch giết chết Mã Vĩ Ca, ngài nhất định phải báo thù cho Mã Vĩ Ca. Tốt, rất tốt, việc này cũng không trách được các ngươi. Bạch Tam gia mỉm cười, vỗ vai gã lưu manh tóc xanh, các ngươi vất vả rồi, mau lui ra đi. Gã lưu manh tóc xanh thủ sủng nhược kinh, vội vàng nói, đa tạ Tam gia đã thông cảm, chúng ta, a. À. Hắn ta vô thức sờ lên cổ, chỉ thấy cổ của mình xuất hiện một sợi dây màu đỏ, sau đó liền có máu tươi phun ra. Tam gia, vì sao? Gã lưu manh tóc xanh ôm cổ, tiếc là không có tác dụng gì, rất nhanh ngã bịch xuống đất. Tam gia tha mạng. Đám lưu manh còn lại nhìn thấy, hồn phi phách tán, người nào cũng dập đầu không thôi, liều mạng cầu xin tha thứ. Nơi này không có chuyện của các ngươi mang theo xác của con ta, còn có tên phế vật kia cút về trước. Bạch Tam gia cười nói. Đám lưu manh như được đại xá, lập tức đỡ thi thể của gã thanh niên tóc đuôi ngựa, kéo thi thể của gã lưu manh tóc xanh, chạy nhanh như đào mệnh. Mặc dù Mã Vĩ là con nuôi của ta, nhưng từ trước đến nay nó rất có hiếu, ta rất thích nó. Bạch Tam gia chắp tay sau lưng, chậm rãi bước về phía Hạ Thiên, cười ha hả, ta không thể nào sinh con, tương lai còn phải nhờ nó chăm sóc, nhưng bây giờ nó đã chết, các ngươi nói ta phải làm sao bây giờ. Dương San lập tức giải thích, hắn ta ăn đồ nướng kia mới trúng độc mà chết, chẳng có liên quan gì đến chúng ta, ngươi có thể hỏi ông chủ quán. Ông chủ mờ mịt nói, chuyện này lại càng không liên quan đến ta. Ta mở quán, chẳng lẽ đi bán thức ăn có độc cho khách? Là hắn ta không tuân theo quy củ mới tạo thành hậu quả này. Nó chết như thế nào, ta không muốn truy cứu. Bạch Tam giơ giơ tay chỉ Dương San, bây giờ ta muốn các ngươi chôn cùng với con trai ta, yêu cầu này không quá đáng chứ? Hạ Thiên nói, lão đầu nhi, ta cảm thấy ngươi thích hợp chôn cùng với hắn ta hơn. Hai người đến địa phủ phụ từ tử hiếu không tốt hơn à? Ha ha, tiểu tử, ngươi rất hài hước. Bạch Tam gia nghe xong, nhịn không được cười rộ lên, đám thanh niên bây giờ quả thật rất cuồng. Ta thấy các ngươi hẳn cũng không muốn, nhưng không sao. Lão phu dự định đưa các ngươi xuống cùng với con nuôi ta. Vừa nói xong, Bạch Tam gia đã hóa thành một cái bóng trắng, trong nháy mắt đã đến trước mặt Hạ Thiên, tay như chảo chộp vào cổ họng của hắn. Bành! Dương San nhìn không nổi nữa, lập tức vọt đến trước mặt Hạ Thiên, một cước đạp bay Bạch Tam gia. Thì ra là người luyện võ, khó trách lại cuồng vọng như vậy. Bạch Tam gia nhẹ nhàng lui hai bước nhưng nụ cười trên mặt vẫn không giảm, cô nương, thể chất của ngươi không tệ, đáng tiếc, hình như ngươi chưa từng luyện võ qua, cũng không giống con em thế gia, ngươi hẳn đã gặp được kỳ ngộ nào đó. Dương San thản nhiên nói, lão tiên sinh, ta thông cảm với nỗi đau mất con của ngươi, nhưng việc này đích thật chẳng liên quan gì đến chúng ta, mà có liên quan đến Tuyết Hầu Tử. Chúng ta còn đang định lên núi điều tra xem Tuyết Hầu Tử là gì. Bạch Tam gia cười khẩu, chỉ bằng các ngươi mà đòi lên núi hái Tuyết Hầu Tử. Đám người các ngươi đúng là không biết sống chết, vật kia không phải đám người các ngươi có thể hưởng dụng. Dương San lạnh lùng đáp lễ một câu, vậy con nuôi của ngươi lại càng không xứng. Hắn ta chết chính là vì ăn Tuyết Hầu Tử đấy. Bạch Tam gia bỗng nhiên biến sắc, ngươi nói cái gì? Ngươi nghe rất rõ ràng mà, cũng không cần phải làm bộ như không nghe thấy. Hạ Thiên lười biếng nhìn Bạch Tam gia, thuận miệng nói. Ha ha, Bạch Tam gia đích thật nghe được, hơn nữa còn nghe rất rõ ràng. Lúc này,
ông ta quay sang nhìn ông chủ, lạnh giọng nói, quán của ngươi có bán tuyết hầu tử. Ông chủ quán nướng gật đầu, đúng vậy, là ta lên núi để hái. Tính mạng của ngươi đúng là lớn, không chết trên núi tuyết. Bạch Tam gia mỉm cười đắc ý, lại hỏi, ta thấy ngươi hơi quen mặt, có phải chúng ta đã từng gặp nhau trước kia hay không? Không, tuyệt đối không có. Ông chủ quán nướng lắc đầu liên tục, ngài là đại quản sự bên ngoài của Bạch gia, ta chỉ là ông chủ của một quán nướng bình thường, làm sao có thể gặp nhau chứ? Ánh mắt Bạch Tam gia lộ ra ý vị thâm trường, ta đã từng nghe nói một chuyện, khoảng 20 năm trước, có một người trẻ tuổi tình cờ nhìn thấy trên đỉnh núi tuyết có thần tiên ẩn hiện, vì thế hắn ta đã thể sẽ tầm tiên vấn đạo. Về sau, hắn ta ngày ngày leo núi, ngoại trừ đỉnh núi tuyết, hắn ta gần như đi khắp những ngọn núi còn lại. Đáng tiếc vẫn không thấy cái gọi là thần tiên. Ngược lại, hắn ta tìm được tông môn ẩn tàng là phái Tuyết Sơn. Phái Tuyết Sơn niệm tình hắn ta thành tâm, đã giữ hắn ta ở lại núi nửa tháng, truyền cho thuật tu thân dưỡng tính thô thiển. Đáng tiếc, hắn ta lại tự tiện xông vào cấm địa Lăng Tiêu Điện của phái Tuyết Sơn, bị phế tu vi, đuổi xuống núi. Về sau, người thanh niên đó không còn biết tung tích nữa. Ngươi có biết tung tích của hắn ta không? Khi nhắc lại chuyện xưa, Bạch Tam gia từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm mặt ông chủ quán nướng, thu hết thần sắc của ông ta vào mắt. Dương San nghe xong, bỗng nhiên có một số suy nghĩ. Nàng nhẹ giọng hỏi Hạ Thiên, trên núi tuyết, thần tiên 12 năm trước, chẳng lẽ là lúc chúng ta đến trái đất tìm Nguyệt tỷ tỷ? Có thể là vậy, Hạ Thiên đáp. 12 năm trước, Vấn Thiên Quân đã từng phái một số đệ tử phiếu miểu tiên môn thông qua truyền tống trận từ Tiên Vân Đại Lục đến trái đất, mục đích chính là tìm Nguyệt Thanh Nhã, sau đó dẫn nàng trở về. Nhưng những người đó, ngoại trừ phụ thân của Bách Thiên Lang là Nhiếp Tử Hùng và Tô Vô Song, những người còn lại đều bị Hạ Thiên và các nữ nhân của hắn làm sạch. Thậm chí về sau, Vấn Thiên Quân đích thân đến núi tuyết cũng bị Cơ Thanh Ảnh độ kiếp kỳ tiêu diệt. Không, ta chưa nghe nói qua. Ông chủ quán nướng nghe xong câu chuyện xưa, chán dịn mồ hôi lạnh. Mặc dù ông ta cố gắng ổn định tinh thần nhưng nét hoảng hốt vẫn hiện lên trên mặt. Người thanh niên đó không phải ngươi chứ? Bạch Tam gia chế nhạo hỏi thăm. Bạch Tam gia nói đùa, làm sao có khả năng đó được? Ông chủ quán nướng lắc đầu thật mạnh, ta chỉ là một người bình thường, cái gì thần tiên, cái gì phái Tuyết Sơn chứ, ngay cả nằm mơ ta cũng không trèo không đến. Hừ! Có hay không ngươi tự mình biết lấy. Sắc mặt Bạch Tam gia càng thêm lạnh lẽo, hơi cảnh cáo, còn nữa, về sau ngươi không được lên núi tuyết. Nếu không, đừng trách ta đánh gãy chân của ngươi. Ông chủ quán nướng vẫn không cam lòng, phản bác, các quán khác đều có người lên núi, vì sao Bạch Tam gia nhằm vào mỗi mình ta? Ta nói không được phép thì là không được phép. Bạch Tam gia lạnh lùng nhìn ông chủ quán nướng, nếu còn có lần sau, không cần phái Tuyết Sơn lên tiếng. Lão Phu sẽ đích thân ra tay làm thịt ngươi. Cái này, ông chủ quán nướng hiển nhiên biết phân lượng lời nói của Tam gia, nhất thời không phản bác được. Bạch Tam gia nói xong, lười nói thêm câu nào với ông chủ quán nướng, một lần nữa quay sang nhìn Hạ Thiên và Dương San, tiếp theo chính là xử lý hai người các ngươi, hoặc các ngươi chủ động nhỏ ra một giọt máu tim để ta cứu con nuôi của ta, hoặc ta giết các ngươi để lấy máu cứu người. Cái tên ngu ngốc ngươi. Con nuôi của ngươi đã chết, có máu gì cũng vô dụng thôi. Bạch Tam gia cười lạnh, đáy mắt lộ ra sát khí nhàn nhạt, bất luận các ngươi rảo biện như thế nào cũng không còn ý nghĩa. Lão Phu cũng không hứng thú để nghe, ta cho các ngươi 10 giây để cân nhắc, qua 10 giây, cũng đừng trách ta ra tay. Một giây cũng không cần, Hạ Thiên cũng không kiên nhẫn, lão đầu nhi, ngươi đang suy nghĩ gì, ta đều biết hết, không cần thiết phải diễn. Mấy năm qua, Dương San làm hướng dẫn viên du lịch, tất nhiên cũng đã gặp qua vô số người, cũng đã nhìn ra Bạch Tam gia đang đùa giỡn bọn họ. Mặc kệ bọn họ quyết định như thế nào, đoán chừng cuối cùng ông ta cũng sẽ ra tay hạ sát. Ta đã cho các ngươi cơ hội, các ngươi lại không biết trân quý, vậy thì đừng trách lão phu. Bạch Tam gia mỉm cười đắc ý, tay áo phất lên, cả người trong nháy mắt vọt đến giữa hai người Hạ Thiên và Dương San. Không đợi Hạ Thiên và Dương San có phản ứng, Bạch Tam gia đã ra chiêu. Tay trái chụp thành chảo, lộ ra một luồng khí tức ảm đạm, đột nhiên chộp vào cổ họng Dương San. Ông chủ quán nướng không khỏi mở to mắt, vô thức kêu lên, đây không phải là thấu cốt âm phong chảo của phái Tuyết Sơn sao?
có người đồn Bạch Tam gia là cao thủ phái Tuyết Sơn, quả nhiên là thật. Nếu bị một chảo này chộp chúng, mỹ nữ không chết cũng khó. Thấu cốt âm phong chảo là một môn võ công đặc biệt của phái Tuyết Sơn, chiêu thức kỳ dị ngoan tuyệt, lực đạo thấu xương bá liệt, là một môn công phu khá âm độc. Nếu Dương San bị một chảo này chộp chúng, đừng nói xương cổ sẽ bị bẻ vụn, khả năng toàn bộ cổ cũng sẽ bị bẻ gãy. Đồng thời, tay phải Bạch Tam gia dựng đứng thành trường, đẩy ngang ngực Hạ Thiên. Một luồng lực đạo vô cùng mênh mông, như thủy triều cuồn cuộn phóng đến Hạ Thiên, thậm chí trong phạm vi mấy chục mét sau lưng hắn đều có một luồng sát ý lẫm liệt. Đây chính là lãnh phách trưởng của phái Tuyết Sơn, là đại băng tuyết thức cực kỳ hao tổn linh khí. Ông chủ quán nướng kinh hãi trong lòng, nhịn không được mà lắc đầu. Kết cục của đôi nam nữ trẻ tuổi này chỉ sợ thảm liệt vô cùng. Ông chủ quán nướng đồng thời cũng lo lắng cho mình. Nếu chẳng may Bạch Tam gia giết hai người kia xong, thuận tay giết ông ta luôn thì nguy. Nhưng bây giờ bảo ông ta đánh lén Bạch Tam gia tuyệt đối không thể nào, vẫn phải nhìn tình huống rồi nói tiếp, cùng lắm thì đến lúc đó quỳ xuống cầu xin Bạch Tam gia tha thứ. Nếu như thêm vào chuyện mà ông ta phát hiện trong rãnh sâu núi tuyết, có lẽ sẽ tránh được một mạng. Tuy nhiên, sự việc lại ngược lại suy nghĩ của ông chủ quán nướng. Một chảo âm độc ngoan tuyệt của Bạch Tam gia lại vồ hụt. Tốc độ phản ứng của Dương San còn nhanh hơn cả ông ta, hơn nữa nhanh không chỉ gấp đôi. Chẳng những nàng có thể tránh được công kích, thậm chí còn một cước đá trúng cổ tay trái của ông, đá gãy ngón tay cái của ông ta. Cái gì? Gương mặt Bạch Tam gia hiện lên sự kinh ngạc, nhưng chuyện phát sinh tiếp theo lại càng khiến ông ta kinh hoàng hơn. Lãnh phách trưởng của ông ta cũng đánh hụt. Cái gọi là đại băng tuyết chính là biến trưởng lực thành tuyết lở, tuyết lưu cuồn cuộn, phác thiên cái địa. Ông ta tự nhân trên thế giới này hoàn toàn không có ai có khả năng chống đỡ được. Tuy nhiên, Hạ Thiên lại ngăn được. Chẳng những ngăn được mà còn ngăn rất tùy ý. Biểu hiện của Hạ Thiên vô cùng hời hợt, giống như ngăn lại một chiếc lá đang tung bay theo gió. Không thể nào, mắt Bạch Tam gia mở cực to, trên gương mặt khó có thể tin, lão phu có đại băng tuyết. Cộng thêm có hơn 40 năm công lực. Cho dù là cao thủ tuyệt thế cũng không thể tùy tiện tiếp được. Cao thủ tuyệt thế nào mà rác rưởi như thế? Hạ Thiên mỉm cười, chút lực đạo đó, ngay cả Tử Nhi cũng còn mạnh hơn ngươi. Bạch Tam gia đương nhiên không biết Tử Nhi là ai, nhưng rõ ràng nghe được Hạ Thiên đang châm chọc ông ta. Đáng chết, Bạch Tam gia giận tím mặt, không để ý đến ngón tay cái bị Dương San đá gãy, song trường hợp lại. Xuất ra 12 thành khí lực, lại một đại băng tuyết đánh tới. Chiêu thức như vậy hoàn toàn chẳng có tác dụng đối với ta đâu. Hạ Thiên lắc đầu, sau đó dùng tay phủi nhẹ. Hành động của hắn giống như đuổi đi một cái giấm thúi, đập tan 12 thành công lực của Bạch Tam gia không còn thấy tăm hơi. Bạch Tam gia như phát mộng, nhìn chằm chằm Hạ Thiên, một lát sau mới hỏi, còn có loại thực lực này sao? Ngươi tuyệt không phải phàm tục, nói đi, ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta tên Hạ Thiên, Hạ trong xuân Hạ thu đông, Thiên trong đệ nhất thiên hạ. Hạ Thiên lười biếng đáp lại, ta là đệ nhất thần y trong thiên hạ, đồng thời cũng là cao thủ vô địch thiên hạ. Hạ Thiên, Bạch Tam gia nghe được cái tên này, đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo không biết nghĩ cái gì, ánh mắt lại hiện lên vẻ lẫm nhiên, ngươi chính là thần y Hạ Thiên ở Giang Hải. Là Hạ Thiên đã diệt Lý gia ở Kinh Thành 12 năm trước. Hạ Thiên thuận miệng đáp, đúng, chính là ta. Khó trách ngươi có thể đỡ được đại băng tuyết của ta, quả nhiên có chút bản lãnh. Bạch Tam gia lại càng thêm cảnh giác, chỉ là, ngươi không ở Giang Hải, lại đến Tuyết Thành chúng ta làm gì? Liên quan gì đến ngươi? Hạ Thiên trả lời rất thẳng thắn. Hạ Thiên, ngươi không nên quá cản rỡ. Cho dù ngươi có bản lãnh, ngươi cũng đừng quá tự cho là đúng. Bạch Tam gia bị thái độ của Hạ Thiên làm cho tức giận. Không khỏi quát mắng, nơi này là Tuyết Thành, không phải Giang Hải. Nếu ngươi muốn gây sóng gió ở đây, Bạch gia chúng ta, còn có phái Tuyết Sơn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái gì Bạch gia, cái gì phái Tuyết Sơn, tất cả đều chưa nghe nói qua. Lúc này, Dương San thay Hạ Thiên lên tiếng, chồng của ta chỉ đến chơi với ta thôi, cũng chẳng có mục đích gì đặc biệt, các ngươi đừng quá tự cho là đúng. Hừ. Nếu là người khác, có lẽ ta còn tin. Bạch Tam gia nheo mắt lại, cảnh giác càng nhiều hơn, nhưng hắn không phải hạng người lương thiện. Hắn đến chỗ nào,
chỗ đó có tai họa. Tuyết Thành chúng ta không chào đón loại người như hắn. Hạ Thiên nhếch miệng, người có chào đón hay không có liên quan đến ta sao? Ta muốn đi đâu thì đi đó, ai cũng không xen vào được. Nếu ngươi không phục, vậy thì đánh tiếp thôi. Lần này xem như lão phu bị hố. Bạch Tam gia thu tay lại, lạnh lùng nói, tuy nhiên, các ngươi tốt nhất đừng nên làm loạn. Bằng không, Bạch gia và phái Tuyết Sơn tuyệt đối sẽ không để các ngươi yên. Nói xong, Bạch Tam gia quay người định rời đi. Này, lão đầu nhi, ta để ngươi đi rồi sao? Hạ Thiên có chút khó chịu gọi lại Bạch Tam gia. Bạch Tam gia ngừng lại, quay đầu nhìn Hạ Thiên, không biết Hạ Thần Y có gì chỉ giáo. Hạ Thiên tức giận nói, vừa rồi ngươi dám ra tay với vợ tiểu tiểu dương của ta, ngươi không cảm thấy cứ như vậy rồi rời đi sao? Ngươi muốn thế nào? Bạch Tam gia lạnh lùng nói, lão phu tiếp hết. Ta cũng không phải loại người dễ khi dễ. Hạ Thiên nghiêm túc nói, ngươi ra tay với vợ tiểu tiểu dương của ta một lần, lại còn dùng chảo, hoặc chính ngươi đánh gãy hai tay hai chân của mình, quỳ xuống xin lỗi vợ tiểu tiểu dương, hoặc ta cho yết hầu của ngươi một quyền. Ngươi chọn một đi. Bạch Tam gia quát lên, ngươi đừng có khinh người quá, a. À. Vậy ngươi đã chọn cái sau rồi. Hạ Thiên vọt đến trước mặt Bạch Tam gia, một quyền đánh vào cổ họng ông ta. Chẳng những cắt đứt cổ họng, ngay cả người của ông ta cũng cắt đứt luôn. Các ngươi có biết ông ta là ai không? Ông chủ quán nướng nhìn thấy Bạch Tam gia giống như quả đạn pháo biến mất trong tầm mắt, cả kinh đến mức cằm như muốn rơi xuống đất. Không phải ngươi vừa mới nói sao? Đại quản sự bên ngoài của Bạch gia, trước kia ta cũng đã nghe đến tên của ông ta. Dương San lạnh nhạt nói, một trong tứ đại kim cương dưới trướng tập đoàn Lăng Tiêu. Bởi vì đứng thứ ba cho nên người ta mới gọi ông ta là Bạch Tam gia, đúng không? Đã biết mà các ngươi còn giết ông ta. Ông chủ quán nướng sợ hãi nói, đây chính là người của Bạch gia đấy. Đắc tội Bạch gia, các ngươi không sống nổi ở Tuyết Thành này đâu. Hạ Thiên lười biếng nói, thế chẳng phải ngươi vẫn sống đến bây giờ sao? À, ông chủ quán nướng không thể phản bác, một lát sau mới nói, nhưng không giống. Ta mai danh ẩn tích, cũng không có xung đột lợi ích với Bạch gia. Lần này, ta bị các ngươi liên lụy chết rồi. Đừng giả bộ nữa, Hạ Thiên nói, ngươi muốn mai danh ẩn tích, thế tại sao lại hạ độc trong thức ăn? Ánh mắt ông chủ quán nướng lấp lóe, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta là đệ nhất thần y trong thiên hạ đấy. Bên trong ánh mắt Hạ Thiên tràn ngập sự khinh bỉ, ngươi cảm thấy chút thủ đoạn này của ngươi có thể qua mắt được ta sao? Được, ta thừa nhận là ta hạ độc. Ông chủ quán nướng do dự một chút, sau đó nói, nhưng cũng không phải nhằm vào các ngươi, cũng vô hại đối với người khác. Độc chính là dành cho tên tiểu tử tóc đuôi ngựa kia, chỉ có hắn ta mới bị trúng độc. Dương San không hiểu, vì sao? Chẳng lẽ độc của ngươi còn có khả năng phân biệt mặt người? Vợ tiểu tiểu dương, hạ độc thôi mà, không cần phải phức tạp như vậy đâu. Hạ Thiên giải thích cho Dương San nghe, tên ngốc buộc tóc đuôi ngựa sẽ ăn những thứ khác rồi mới đến đây, chỉ cần dính độc bên trong Tuyết Hầu tử thì mới có thể phát tác. Ông chủ quán nướng có chút kinh sợ nhìn Hạ Thiên, hoàn toàn không nghĩ đến mưu tính của ông ta lại bị đối phương nhìn thấu. Ta nhớ ra rồi. Dương San cẩn thận suy nghĩ lại, bạn gái của tên tóc đuôi ngựa có nói, hắn ta dường như có uống qua linh đan rượu dược của Lăng Tiêu Điện, là cái này sao? Đúng, chính là cái đó. Ông chủ quán nướng gật đầu, thuốc đó vốn thuộc về ta. Năm đó, ta gia nhập phái Tuyết Sơn, trở thành đệ tử chính thức, khi chuẩn bị được phát ngưng khí đan, bỗng nhiên có người vu cáo ta tự tiện xông vào cấm địa, sau đó trục xuất ta khỏi tông môn. Mấy năm đầu, ta đã tiếp nhận thực tế, nhưng mấy ngày qua, tên tiểu tử tóc đuôi ngựa đến quán của ta ăn đồ nướng, trong lúc vô tình đã nhắc đến chuyện đan dược. Chỉ là con nuôi của một quản sự bên ngoài, nhưng lại được một viên đan dược, còn ta thì không. Ông chủ quán nướng càng nói càng không cam lòng, ngẩng đầu lên, phẫn uất trừng mắt nhìn Hạ Thiên và Dương San, các ngươi nói đi, điều này có công bằng không? Có công bằng hay không liên quan gì đến ta? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ta vốn chẳng cảm thấy hứng thú với cố sự của ngươi. Tác dụng bây giờ của ngươi chính là tìm đến đầu nguồn Tuyết Hầu tử. Bằng không, kết quả của ngươi sẽ giống như tên kia. Ông chủ quán nướng ngạc nhiên, sau đó gật đầu, ta hiểu rồi. Ông chủ, xưng hô như thế nào đây? Dương San hỏi một câu. Ông chủ quán nướng do dự một chút,
nhưng vẫn trả lời, ta tên Trịnh Tự Kỳ, các ngươi gọi ta A Kỳ là được. Hạ Thiên nói, gọi ngươi là ngu ngốc thì đúng hơn, đúng là ngu xuẩn đến không chịu được. Tùy ngươi, Trịnh Tự Kỳ lắc đầu, cũng không phản bác. Lúc này, Dương San nhìn Hạ Thiên, ông xã, bây giờ chúng ta lên núi tuyết sao? Chuyện nhỏ, không cần phải chọn thời gian. Hạ Thiên nói, bây giờ đi thì giải quyết luôn, không nhất thiết phải kéo dài. Chỉ sợ chưa chắc có thể giải quyết. Trịnh Tự Kỳ lắc đầu nói, các ngươi chưa từng đến núi tuyết, hoàn toàn không biết được sự đáng sợ của nó, nhất là khu vực tuyết hầu tử sinh trường. Nơi đó âm khí âm u, lúc nào cũng có thể mất mạng. Hạ Thiên nói, đỉnh núi tuyết không biết ta đã đi qua bao nhiêu lần, còn ở đó chơi một khoảng thời gian với muội muội chân dài, chẳng có nguy hiểm gì cả. Ngươi đúng là cần chi phải khoác lác như thế. Mặc dù Trịnh Tự Kỳ cảm thấy Hạ Thiên có chút thực lực nhưng nói tới nói lui thì không đáng tin cậy. Hạ Thiên cũng lười giải thích với ông ta, một tay ôm eo Dương San, một tay xách cổ Trịnh Tự Kỳ giống như xách cổ chó nhún người nhảy lên, bay cái vèo lên đỉnh núi tuyết. Đến rồi, Hạ Thiên tiện tay quăng Trịnh Tự Kỳ xuống. A, Trịnh Tự Kỳ chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó phát hiện ông ta ngã trong đống tuyết, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, không thể nào. Chẳng lẽ ngươi là thần tiên? Hạ Thiên nói, ngươi có thể cho rằng là vậy. Đúng rồi, ngươi nhất định là tu tiên giả, hơn nữa cảnh giới còn rất cao. Trịnh Tự Kỳ mở to mắt, bỗng dưng trong đầu xuất hiện một suy nghĩ. Từ nhỏ ông ta đã nghĩ đến việc tầm tiên vấn đạo, cho đến 12 năm trước mới tìm được cơ hội, rốt cuộc mò được đến phái Tuyết Sơn. Đáng tiếc, vừa có hy vọng gia nhập phái Tuyết Sơn lại bị người ta vu cáo, bị trục xuất khỏi phái Tuyết Sơn. Mấy năm qua, ông ta vẫn muốn điều tra rõ ràng chuyện năm đó, cho nên mới ở lại Tuyết Thành không đi. Nghĩ không ra bây giờ ông ta lại có cơ hội gặp được một nhân vật lợi hại như thế. Nếu có thể theo hắn học tập cách tu tiên, ông ta chẳng phải là... Nghĩ đến đây, Trịnh Tự Kỳ không do dự nữa, quỳ xuống trước mặt Hạ Thiên, cao nhân, ngươi hãy nhận ta làm đồ đệ đi. Ngươi không có tư cách làm đồ đệ của ta. Hạ Thiên ngáp một cái, tìm không thấy đầu nguồn tuyết hầu tử, ngươi sẽ chết, cho nên ngươi đừng có nằm mơ. Trịnh Tự Kỳ nghe xong, không khỏi thở dài. Mau dẫn ta đi tìm đầu nguồn tuyết hầu tử đi. Hạ Thiên không kiên nhẫn nói, đừng có mà dở trò, nếu không, ta sẽ ném ngươi xuống núi. Được, để ta dẫn ngươi đi. Bây giờ thái độ của Trịnh Tự Kỳ đã thay đổi, đương nhiên nguyện ý phối hợp 100%. Hạ Thiên nói với Dương San. Vợ tiểu tiểu Dương, ta có một gian nhà nhỏ trên núi. Lát nữa nàng đến đó nghỉ ngơi, còn ta dẫn tên ngốc này ra ngoài tìm đầu nguồn của tuyết hầu tử. Không cần, Dương San nói, ta đi với chàng. Hạ Thiên mỉm cười, cũng được. Ta hái tuyết hầu tử ở chỗ rãnh sâu, phía bắc. Ở đó âm khí nặng, còn lạnh hơn cả nơi này. Trịnh Tự Kỳ lo lắng nói, ta không mang theo thiết bị gì cả, sẽ không chịu nổi. Đừng nói nhảm nữa, Hạ Thiên lấy ra ngân châm đâm cho Trịnh Tự Kỳ một châm, châm này có tác dụng trong vòng nửa tiếng. Nếu thời gian hết mà vẫn không tìm được, ngươi cứ chết ở đó luôn đi. Trịnh Tự Kỳ bỗng nhiên cảm nhận được cơ thể trở nên ấm áp, hàn ý đột nhiên biến mất, kính ý đối Hạ Thiên lại càng nhiều hơn. Người này tuyệt đối là một cao nhân tuyệt thế. Đi thôi, đừng ngẩn ra đó làm gì. Hạ Thiên một cước đạp Trịnh Tự Kỳ về phía bắc, sau đó ôm Dương San đi theo. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, ba người Hạ Thiên đã đến phía bắc núi tuyết. Ở đó có một cái rãnh tuyết sâu không thấy đáy. Đầu nguồn tuyết hầu tử nằm ở đây, nhưng càng đi xuống, hàn khí lại càng nặng. Ta mang theo nguyên bộ trang bị cũng chỉ xuống được khoảng 100 mét. Trịnh Tự Kỳ ngồi xổm bên bờ vực, chỉ vào rãnh sâu giải thích với Hạ Thiên, càng đi xuống, tuyết hầu tử lại càng nhiều, hơn nữa màu sắc lại càng đậm. Ta đã từng nhìn thấy tuyết hầu tử màu đỏ. Với lại cái gì? Dương San hỏi. Trịnh Tự Kỳ do dự một chút, quyết định nói thật, mắt tuyết hầu tử màu đỏ biết động đậy, ta có cảm giác đó không phải là nấm. Dương San hỏi tiếp, nếu không phải là nấm thì là cái gì? Trịnh Tự Kỳ lắc đầu. Cần chi quan tâm nó là cái gì, xuống dưới đó xem chẳng phải sẽ biết sao? Hạ Thiên hờ hững nói. Trong lúc Hạ Thiên đang định cùng với Dương San và Trịnh Tự Kỳ đi xuống, từ đằng xa vang lên tiếng thét này, các ngươi là ai? Một đám người mặc đồng phục chống lạnh, còn che diện mạo, chỉ lộ ra con mắt,
trên tay cầm túi lưới rất kỳ quái chạy đến. Các ngươi là ai? Dương San hỏi ngược lại. Nơi này không phải là nơi các ngươi nên tới, các ngươi lập tức rời đi mau. Một nam nhân vóc người cao lớn lạnh giọng nói. Trịnh Tự Kỳ nhìn người đến, không khỏi biến sắc, nhẹ giọng nói, bọn họ là người hái nấm chuyên nghiệp của tập đoàn Lăng Tiêu, trong tay có vũ khí, nhất là túi lưới kia, rất cổ quái, rất có thể là đồ do phái Tuyết Sơn chế tạo, tuyệt đối không thể dính vào. Ngươi mau trả lời, các ngươi rốt cuộc là ai? Nếu không trả lời, đừng trách chúng ta không khách sáo. Nam nhân dẫn đầu đưa tay, những người khác liền cầm túi lưới nhắm ngay bọn họ. Dương San nói, chúng ta đến để điều tra Tuyết Hầu Tử. Tuyết Hầu Tử, nam nhân cao lớn nghe xong, lại quan sát ba người Hạ Thiên, lạnh lùng nói, với người như ngươi mà cũng muốn đánh chủ ý vào Tuyết Hầu Tử. Các ngươi có thể còn sống đã là tốt lắm rồi. Hạ Thiên lại ngáp một cái, điều này có liên quan gì đến các ngươi sao? Thái độ của ngươi là gì? Có người nghe Hạ Thiên nói, cảm thấy khó chịu, lão đại, ba người này không rõ lai lịch, nói không chừng sẽ quấy rối chúng ta. Chi bằng. Được rồi, nam nhân cao lớn hừ lạnh một tiếng, nói với những người khác, không mặc trang phục chống lạnh đã lên núi, ba người này đúng là kẻ ngốc, không cần để ý đến. Chúng ta cứ làm chuyện mình cần làm. Trước khi trời sáng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Đám người kia không tiếp tục nhìn ba người Hạ Thiên nữa, đánh tiêu ký dọc theo con đường, một đường tuột xuống, rất nhanh đã biến mất trước mắt đám người Hạ Thiên. Bọn họ có trang bị, còn có thuốc đặc hiệu do tập đoàn Lăng Tiêu cung cấp, nghe nói có thể xuống cách đầu nguồn Tuyết Hầu Tử 300 mét. Trịnh Tự Kỳ giải thích với Dương San và Hạ Thiên, nếu có thể lấy được trang bị của bọn họ, có lẽ chúng ta cũng có thể xuống được độ sâu đó. Không cần, Hạ Thiên nói, không phải dưới đáy thôi sao, cứ nhảy xuống là được. Không đợi Trịnh Tự Kỳ kịp phản ứng, ông đã phát hiện cơ thể lại bay lên, sau đó bắt đầu rơi xuống. A, à, bành, một bóng người ngã xuống đống tuyết thật mạnh, va vào khối đá nằm ngang giữa đường. A, à, ta không chết, Trịnh Tự Kỳ vừa vui mừng vừa hoảng sợ sờ cơ thể của mình, phát hiện ngoại trừ đau một chút thì lông tóc không thương. Ông ta lập tức hiểu ra, nhất định là một châm trước đó của vị hạ thần y đã phát huy tác dụng, vì thế trong lòng ông ta lại càng thêm kính sợ Hạ Thiên. Vừa rồi chúng ta rơi ít nhất 1.000 mét, nơi này còn cách đáy 300-400 mét. Trịnh Tự Kỳ nhìn chung quanh, phát hiện khối đá dưới chân bởi vì ngàn năm tuyết động đã bị đông cứng thành huyền băng cực kỳ cứng. Đợi một lát, Trịnh Tự Kỳ cũng không thấy Hạ Thiên và Dương San rơi xuống, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Liền nhẹ giọng gọi, Hạ Thần Y. Không ai đáp lại. Hạ Thần Y, Trịnh Tự Kỳ lại gọi một tiếng. Lần này âm thanh lớn hơn mấy phần. Tiếng tốc tốc trên đỉnh đầu dọa ông ta che miệng lại. Nơi này chính là hố tuyết, ngàn vạn lần không thể phát ra âm thanh quá lớn. Nếu không, tuyết sẽ bị lở, như vậy chẳng khác nào chết oan. Trịnh Tự Kỳ đến mép đá nhìn xuống dưới, nhưng vẫn nhìn không thấy đáy, lại tiếp tục nhìn xung quanh. Vách đá hai bên mọc ra khoảng 10 gốc tuyết hầu tử, không biết bởi vì gió hay là vì nguyên nhân nào khác, bọn chúng chuyển động cơ thể, mắt đối mặt với ông ta. Cảm giác của ta bị sai sao? Trịnh Tự Kỳ không khỏi cả kinh, cảm thấy hơi sợ. Trước kia, khi ông ta leo xuống hái tuyết hầu tử, ông ta cũng không gặp qua tình huống này. Chỉ có một lần, ông ta leo xuống hơi sâu, ngẫu nhiên nhìn thấy một gốc tuyết hầu tử màu đỏ, con mắt dường như rất sống động. Nhìn chằm chằm ông ta không hề nháy. Bây giờ, tại sao ngay cả màu trắng cũng có tình huống này? Đúng là có chút quỷ dị. Làm gì mà ngẩn ra vậy, tiếp tục xuống dưới đi. Lúc này, giọng nói của Hạ Thiên vang lên sau lưng Trịnh Tự Kỳ. Trịnh Tự Kỳ nghe được giọng nói của Hạ Thiên, gánh nặng trong lòng lập tức được giải khai, vội vàng xoay người, quả nhiên nhìn thấy Hạ Thiên và Dương San nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt, Hạ Thần Y. Nơi này cách đáy còn khoảng 300-400 mét, nhưng ta lại cảm giác có cái gì đó là lạ. Hạ Thiên không nói nhưng Dương San lại hỏi, người phát hiện có cái gì không ổn. Trước kia, trong một lần tình cờ ta phát hiện một gốc tuyết hầu tử màu đỏ, mắt của nó rất sống động, cứ hung hăng nhìn ta. Trịnh Tự Kỳ giải thích, thuận tiện còn đưa tay chỉ vào hai vách đá, nơi này chỉ có tuyết hầu tử bình thường nhưng lại có hiện tượng đó. Lúc này... Dương San mới chú ý đến tuyết hầu tử màu trắng hai bên vách đá. Nàng cũng nhìn thấy trong mắt của bọn chúng chuyển động,
yên lặng nhìn nàng. Nếu là người bình thường, thật có khả năng bị ánh mắt này làm cho sợ hãi. Nhìn cái gì vậy? Hạ Thiên khó chịu, quát một tiếng, tất cả nhắm mắt lại cho ta. Trịnh Tự Kỳ cảm thấy buồn cười. Mặc dù đám tuyết hầu tử này có chút quỷ dị nhưng nói thế nào cũng chỉ là khuẩn nấm mà thôi, cũng không phải động vật có linh tính, làm sao có thể nghe hiểu được. Chỉ một giây sau, cảnh tượng làm ông ta chấn kinh đã phát sinh. Đám tuyết hầu tử kia lại thật sự nhắm mắt lại, thậm chí còn sợ hãi co cụm thành một đoàn, run lẩy bẩy trong gió. Cái này, Dương San không nhịn được liền hỏi, ông xã, chẳng lẽ bọn chúng có linh trí? Hạ Thiên nói, mấy cái thứ đồ chơi này chưa xứng có linh trí. Vì sao bọn chúng lại nghe lời ngươi? Trịnh Tự Kỳ vẫn không thể hiểu được. Ngươi quát chúng cũng sẽ nghe thôi. Hạ Thiên nói, cái thứ đồ chơi này rất mẫn cảm với âm thanh, cũng chẳng có gì đặc biệt. Trịnh Tự Kỳ lắc đầu, ta cũng không phải chưa gầm lên với chúng, nhưng ngược lại còn chọc giận chúng. Đó là vì ngươi sợ hãi. Hạ Thiên cười nói, ngươi sợ chúng, bọn chúng đương nhiên sẽ không sợ ngươi. Trịnh Tự Kỳ vẫn không tin lắm nhưng mơ hồ cảm thấy Hạ Thiên nói có thể là thật, chỉ là ông ta vẫn không có dũng khí giống to với đám sinh vật kia, sợ làm cho tuyết lở. Hạ Thiên nói rất hời hợt nhưng Dương San rất nhanh mò ra được thâm ý bên trong. Đám tuyết hầu tử sợ không phải là âm thanh mà là sức mạnh, hoặc có thể nói là sát khí lộ ra trong âm thanh. Ngươi sợ chúng sẽ càng càn rỡ. Ngươi không sợ chúng, thể hiện khí thế có thể miểu sát nó, chúng nó tất nhiên sẽ sợ. Nghĩ không ra, đám khuẩn nấm này cũng biết lấn yếu sợ mạnh. Hạ thần y, cách đáy vẫn còn một đoạn, chúng ta làm sao mà xuống dưới. Trịnh Tự Kỳ sợ Hạ Thiên lại một cước đạp ông ta xuống, lập tức lên tiếng nhắc nhở, từ xưa đến nay chưa từng có ai xuống dưới đáy, đương nhiên đây chỉ là bề ngoài. Người của phái Tuyết Sơn có đi qua hay không, ta cũng không biết. Chỉ là nghe nói, dưới đáy rất nguy hiểm, có quái vật đáng sợ. Hạ Thiên nói, có gì phải sợ, có quái vật gì thì tiện tay xử lý quái vật đó, không được sao. Trịnh Tự Kỳ im lặng, Hạ Thần Y này động một chút là xử lý, ai không biết còn tưởng rằng hắn là sát thần tại thế, một chút cũng không có phong phạm cao nhân. Các ngươi làm cái gì, đúng vào lúc này, có mấy bóng người rơi xuống. Nhìn thấy ba người Hạ Thiên, đám người kia cất giọng quát. Chờ đến khi đến gần, bọn họ cảm thấy nhìn rất quen mắt, tại sao lại là các ngươi? Người quát tháo ba người Hạ Thiên xong, lại quay đầu thấp giọng nói, lão đại, là ba người chúng ta đã gặp trên đỉnh núi. Cái gì? Nam nhân cao lớn lập tức đến gần, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn ba người Hạ Thiên, tại sao các ngươi lại xuống được đây? Người kia cũng quay lại, đúng thế. Tại sao bọn họ lại xuống được đây, hơn nữa còn nhanh hơn chúng ta? Chúng ta ngồi dòng dọc đặc chế xuống đây, bọn họ không có khả năng nhanh hơn chúng ta mới đúng chứ? Chúng ta nhảy xuống, đương nhiên nhanh hơn các ngươi rồi. Trịnh Tự Kỳ đáp, nhảy xuống, nam nhân cao lớn cười một tiếng, tay đặt lên cán đao bên hông, ngươi cho rằng chúng ta là đồ ngốc sao? Khối hoành thạch này cách bên trên ít nhất 1.000 mét, còn có hàn phong lãnh tuyết lạnh thấu xương. Các ngươi thật sự nhảy xuống, sớm đã bị tan xương nát thịt rồi. Trịnh Tự Kỳ gật đầu, sau đó cười nói, nếu tình huống bình thường, kết quả nhất định giống như ngươi đã nói. Đáng tiếc, chúng ta vẫn còn sống tốt. Các ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại xuống đây? Nam nhân cao lớn rút đao ra khỏi vỏ, đặt ngang cổ Trịnh Tự Kỳ, trước kia ta có thể thả các ngươi một ngựa, nhưng bây giờ các ngươi tự tiện xông vào cấm địa. Nếu không thành thật khai báo, các ngươi đừng trách vạn mỗ ta không khách sáo. Trịnh Tự Kỳ hàm hồ nói, thôi đi, lại là cấm địa phái Tuyết Sơn. Phái Tuyết Sơn các ngươi lấy đâu ra nhiều cấm địa đến như thế? Sao, nam nhân cao lớn nghe xong, lông mày cao lại, đao trong tay dùng lực đè Trịnh Tự Kỳ quỳ xuống, ta cũng không có nói ta là người của phái Tuyết Sơn. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại biết phái Tuyết Sơn? Trước kia... Trịnh Tự Kỳ đã từng luyện khí, đáng tiếc về sau bị phế căn cơ, lúc này ông ta cũng chỉ mạnh hơn người bình thường một chút, hoàn toàn không thể chịu được đại lực. Ông ta kêu lên một tiếng đau đớn, đầu gối muốn quỵ xuống. Các ngươi đúng là phiền phức, Hạ Thiên khó chịu nói, ngươi có thể cút sang một bên hay không, đừng ở đây ảnh hưởng ta. Tiếng quát này khiến cho cường độ của nam nhân cao lớn bị giảm xuống. Quả nhiên Hạ Thần Y lợi hại hơn.
Trịnh Tự Kỳ cuồng hỉ, chậm rãi đứng lên, bất mãn nói với nam nhân cao lớn, ta chỉ là ông chủ của một quán nướng, đến hái tuyết hầu tử. Ngươi sẽ không nói đám tuyết hầu tử này cũng là tài sản riêng của các ngươi đấy nhé. Muốn hái tuyết hầu tử, đi lên phạm vi 500 mét đủ cho ngươi hái. Nam nhân cao lớn hiển nhiên không tin lời nói của Trịnh Tự Kỳ. Hắn ta ra lệnh cho những người còn lại, ba người này không rõ lai lịch, ý đồ bất thiện, trước bắt lại rồi nói sau. Đám người kia lập tức rút trường đao, tiến lên bao vây ba người Hạ Thiên. Chúng ta xuống đây chỉ muốn điều tra nguồn gốc của tuyết hầu tử mà thôi. Dương San lên tiếng giải thích. Nam nhân cao lớn hừ lạnh một tiếng, thế thì lại càng không thể lưu các ngươi. Hạ Thiên nhếch miệng, có chút không kiên nhẫn, muốn ra tay thì nhanh một chút, đừng có giày vò như vậy mãi. Giết, nam nhân cao lớn do dự một chút, cuối cùng quát lạnh một tiếng. Những người kia nghe được mệnh lệnh, lập tức phối hợp ăn ý. Mấy thanh trường đao sáng như tuyết giao thoa chồng chất, dệt thành đao ảnh, dùng tốc độ cực nhanh chém về phía ba người Hạ Thiên. Mẹ kiếp, đúng là làm thật, Trịnh Tự Kỳ cảm giác trên mặt phát lạnh, có hai thanh đao đang phân biệt chém vào cổ họng và tim ông ta. A! À, một tiếng kêu sợ hãi, một bóng người bay thẳng lên giống như một mũi tên rời cung, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Lão Tam, có người kinh hô lên. A! Lại có ba người giống như đạn pháo bay ra ngoài. Cuối cùng, trên hoành thạch chỉ còn lại ba người Hạ Thiên và nam nhân cao lớn kia. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Nam nhân cao lớn cầm chặt trường đao nhưng biểu hiện đã có chút luống cuống, bị dọa đến cả lăm, chẳng lẽ là đạo hữu trên núi? Tại Hạ Vạn Hướng Phong, thân phận bên ngoài là người hái nấm của tập đoàn Lăng Tiêu, nhưng thật ra lại là đệ tử ký danh của phái Tuyết Sơn. Không biết ba vị xưng hô như thế nào? Không cần nói lời khách sáo như vậy, Trịnh Tự Kỳ lạnh lùng nói, người muốn moi tên của chúng ta, sau đó thông báo cho người của phái Tuyết Sơn đến giết chúng ta. Nam nhân cao lớn vội lắc đầu, dĩ nhiên không phải rồi. Nếu ba vị thật sự là đạo hữu, trưởng môn chúng ta vạn phần hoan nghênh. Các ngươi muốn biết cái gì, chỉ cần bái phỏng lão nhân gia ông, tuyệt đối sẽ có được câu trả lời, không cần đến đây điều tra. Ta chẳng có hứng thú làm quen với tên ngu ngốc đó. Hạ Thiên ngáp một cái, ta giữ lại ngươi chỉ vì ngươi nhất định biết một chút gì đó, có thể bớt cho ta thời gian tìm kiếm, sớm trở về xử lý chuyện khác với vợ tiểu tiểu Dương. Nam nhân cao lớn không dám nhận lời, chỉ nói, ta là đệ tử ký danh của phái Tuyết Sơn, cái gì cũng không biết, à. Hạ Thiên lười nghe, một cước đạp thẳng hắn ta xuống dưới. Đạp hay lắm, Trịnh Tự Kỳ nhìn thấy, nhịn không được vỗ tay cười ha hả. Ông ta rất thích nhìn người của phái Tuyết Sơn bị ăn thiệt. Cười cái gì, ngươi cũng xuống dưới đi. Hạ Thiên lại một cước đá vào mông Trịnh Tự Kỳ, sau đó nói với Dương San, vợ tiểu tiểu Dương, chúng ta cũng xuống luôn đi. Dương San mỉm cười gật đầu. Cùng lúc đó, phái Tuyết Sơn, Lăng Tiêu Điện. Có người mở to mắt, kinh sợ nói, lại có người xông vào Ẩn Nguyệt Câu. Nếu ở đó bị phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Người đâu, người này quát một tiếng chói tai, lập tức phái người đến Ẩn Nguyệt Câu. Nếu phát hiện có người ngoài, lập tức chạm, mang đến gặp ta. Dưới đáy, một màu đỏ sậm. Mặc kệ dưới chân hay là vách đá hai bên, tất cả đều được thoa một lớp dịch nhờn màu đỏ thật dày. Điều quỷ dị chính là, thứ dịch nhờn màu đỏ này lại không bị đông lại, hơn nữa còn giống như côn trùng chậm rãi ngọ nguậy. Đùng đùng. Hai tiếng trầm đục. Chỉ thấy hai bóng người nện thật mạnh xuống đống dịch nhờn, sau đó chìm xuống, ngay cả thời gian kêu cứu cũng không có. Ông xã, thứ kia là gì vậy, nhìn không thoải mái chút nào. Dương San nhìn đống dịch nhờn bên dưới, không khỏi cảm thấy có chút buồn nôn, hai người kia rơi xuống, bọn họ sẽ không sao chứ. Hạ Thiên cười nói, vợ tiểu tiểu Dương, nàng không cần lo lắng, hai tên ngốc đó không chết được đâu. Lời còn chưa dứt. Chỉ thấy đống dịch nhờn giống như nước đun sôi, bắt đầu văng đến chỗ Hạ Thiên và Dương San. Dương San không khỏi cau mày. Tất cả cút sang một bên cho ta. Hạ Thiên cũng khó chịu, quát lớn với đống dịch nhờn đang lao đến bọn họ. Nhưng đống dịch nhờn cũng không phản ứng, vẫn làm theo ý mình. Lần này Hạ Thiên thật sự tức giận, nếu các ngươi đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Định Hải Thần Châm xuất hiện giữa ngón tay.
sử dụng châm ngoại châm đâm thẳng vào đống dịch nhơn. Một luồng linh khí nóng rực từ cây kim phun ra ngoài, không bao lâu sau đã phủ khắp bề mặt dịch nhơn. Lúc này, dịch nhơn giống như dự đoán được nguy hiểm, hai lần tách ra, lộ ra một con đường. Vạn Hướng Phong, còn có Trịnh Tự Kỳ vừa rơi xuống đang ngồi giữa đường thở hổn hển. Bây giờ muốn trốn thì cũng đã muộn, Hạ Thiên nhếch miệng, cũng không thu hồi ngân châm, ngược lại còn gia tăng cường độ. Oanh! Một phần dịch nhờn bị Hạ Thiên dùng ngân châm phóng ra hỏa khí đốt thành đại hỏa. Ông xã, thứ này hình như có linh trí. Dương San cảm giác giống như nghe được tiếng rên rỉ không phải người, liền nói với Hạ Thiên, chàng nhất định phải cẩn thận. Nó dường như muốn ra tay. Quả nhiên, đống dịch nhờn đột nhiên tản ra hàn khí âm u, trực tiếp dập tắt ngọn lửa, sau đó dựng đứng lên, tầng tầng lớp lớp chồng chất cùng một chỗ, giống như sóng lớn cuồn cuộn nhào về phía Hạ Thiên. Trình độ chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Hạ Thiên nhếch miệng, thái độ hờ hững. Hắn là băng hỏa linh thể, chút hàn khí đó đối với hắn mà nói chẳng những không nguy hại, ngược lại còn giống như thuốc bổ. Định Hải thần châm nhẹ nhàng vân vê, băng hỏa linh khí giao thoa. Đống dịch nhờn nhào đến trong nháy mắt bị rút khô hàn khí. Không có hàn khí, đống dịch nhờn nhanh chóng khô nứt, cuối cùng vỡ vụn thành bột phấn. Càng về sau, dịch nhơn càng cảm nhận được nguy hiểm, cũng không dám có bất kỳ động tác gì, nhanh chóng lùi lại, trong chớp mắt đã biến mất không thấy đâu. Trốn cũng vô dụng, ở lại thêm một chút, các ngươi cũng sẽ biến mất thôi. Hạ Thiên cũng không đuổi theo, chỉ nhếch miệng khinh thường nói. Dương San bước sang kiểm tra tình huống của hai người kia, lo lắng hỏi, hai người không sao chứ? Không, không sao, Trịnh Tự Kỳ bò dậy. Chắp tay với Hạ Thiên, đa tạ Hạ Thần Y đã cứu giúp. Vạn Hướng Phong thở phì phò, hắn ta ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên, cảm giác người trước mắt thâm bất khả trắc, âm thầm cảm thấy may mắn khi nhặt về được cái mạng. Một lúc lâu sau, hắn ta mới nói, đa tạ đạo hữu cứu mạng. Đừng cảm tạ, cũng không cần tạ, ta cũng không phải cứu các ngươi. Hạ Thiên ngáp một cái, mau dẫn ta đến chỗ đầu nguồn Tuyết Hầu Tử. Mấy lời nói nhảm khác cũng không cần nói. Hẳn là ngay phía trước, Trịnh Tự Kỳ chỉ về hướng dịch nhờn rút lui, trước kia, vào đêm trăng tròn, ta đã nhìn thấy có một vệt màu đỏ sậm, nhưng không biết là cái gì. Hạ Thiên mỉm cười nhìn Vạn Hướng Phong, người hẳn phải biết là gì chứ. Vạn Hướng Phong do dự một chút, sau đó nói, có thể là linh tuyền. Đám Tuyết Hầu Tử cũng từ trong đó mà ra. Linh tuyền, Trịnh Tự Kỳ nhìn không được cười nhạo. Người nhìn nơi này đi, nào có tung tích của linh khí, yêu khí thì còn tạm được. Ngươi nói cái gì? Vạn Hướng Phong giận tím mặt, hung hăng trừng mắt với Trịnh Tự Kỳ, nơi này là cấm địa phái Tuyết Sơn đã chọn, người bình thường không thể đi vào, chúng ta cũng chỉ hoạt động gần hoành đài bên trên, nơi này ta cũng chưa từng đến qua. Nhưng sư phụ ta đã nói với ta, dưới đáy rãnh sâu là suối Ẩn Nguyệt, một trong ba đại linh tuyển của phái Tuyết Sơn. Hai linh tuyển còn lại là gì? Dương San thuận miệng hỏi. Vạn Hướng Phong không hề có chút do dự, một là suối Lăng Tiêu, nằm bên trong Lăng Tiêu điện phái Tuyết Sơn. Cái còn lại là suối Uy Đức, nghe nói 200 năm trước đã khô cạn, bây giờ đã bị phong kín. Theo như người đã nói, Tuyết Hầu Tử là từ suối Ẩn Nguyệt mà ra. Dương San nghĩ đến một vấn đề, không khỏi hỏi tiếp. Vạn Hướng Phong do dự một chút, cũng có khả năng, dù sao ta cũng chưa từng đến nơi này. Không có mệnh lệnh của trưởng môn, cho dù sư bá sư thúc trong sư môn cũng không thể xuống. Vậy ngươi nhất định phải xem xét cho thật kỹ. Trịnh Tự Kỳ chào phúng, bây giờ ngươi may mắn hơn so với sư bá, sư thúc của ngươi nhiều lắm. Hạ Thiên nói, thôi không nói nhảm nữa, các ngươi đi trước dẫn đường đi. Hai người không dám nói nhiều, đành phải sóng vai bước về phía trước. Vạn Hướng Phong hung hăng trừng mắt với Trịnh Tự Kỳ. Hắn ta không cách nào phản kháng Hạ Thiên và Dương San, thế là người trước mắt này liền gánh toàn bộ oán giận của hắn ta. Hắn ta nghĩ rằng, sau này nhất định phải đẩy hết toàn bộ tội trạng lên người này, sau đó xử lý ông ta thật nặng. Trịnh Tự Kỳ cười lạnh, đừng nhìn ta như thế, người giết không được ta đâu. Ta được Hạ Thần Y giúp đỡ đấy. Hừ, ta thấy vị Hạ Thần Y kia chưa hẳn đã để mắt đến ngươi. Vạn Hướng Phong không khỏi phản kích. Hắn chẳng qua chỉ đang lợi dụng ngươi mà thôi. Chờ lợi dụng xong, nói không chừng ngươi sẽ bị hắn diệt khẩu. Ha ha ha,
Trịnh Tự Kỳ không thể nhịn được cười, người cảm thấy kiếm chuyện như thế hữu dụng sao? Vạn Hướng Phong không hiểu đối phương đang cười cái gì, ngươi mà còn cười được sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua cho ngươi? Cho nên mới nói, người trong các môn phái như các ngươi giết người diệt khẩu đã quen, cứ thế mà cho rằng người khác cũng sẽ làm như thế. Trịnh Tự Kỳ châm chọc, bây giờ ngươi nên lo lắng phái Tuyết Sơn sau khi biết được có bỏ qua cho ngươi hay không. Vạn Hướng Phong suy nghĩ một chút, nếu cấp trên của hắn ta và thượng tầng phái Tuyết Sơn biết được hắn ta dẫn người xâm nhập cấm địa, kết cục của hắn ta không cần đoán cũng biết sẽ thảm liệt không chịu nổi. Nghĩ đến đây, hắn ta không nhịn được dùng mình một cái. Trịnh Tự Kỳ đề nghị, còn nữa, năng lượng của Hạ Thần Y vượt qua sự tưởng tượng của ngươi. Bây giờ, ngươi chỉ có một con đường, chính là ôm chặt bắp đùi của hắn. Vạn Hướng Phong không nói gì thêm, chỉ cắm đầu đi về phía trước. Không bao lâu sau, hai người dừng bước, đằng trước xuất hiện một cánh cửa sắt như nối liền trời đất cùng với hai thủ vệ cầm kiếm đứng canh. Là ai, tại sao lại dám tự tiện xông vào cấm địa phái Tuyết Sơn? Hai thủ vệ kia lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ, nhắm ngay Vạn Hướng Phong và Trịnh Tự Kỳ. Trịnh Tự Kỳ lặng lẽ lui về sau hai bước, để Vạn Hướng Phong đi đằng trước. Ta là đệ tử ngoại môn phái Tuyết Sơn Vạn Hướng Phong. Vạn Hướng Phong đành phải tiến lên tự giới thiệu, ta phụng mệnh đến đây tìm hiểu tình huống của suối ẩn nguyệt. Hai thủ vệ liếc nhìn nhau một cái, trước đó, ta có nhận tín phù của trưởng môn truyền đến, nhưng tại sao chỉ phái đệ tử ngoại môn đến nhỉ? Vạn Hướng Phong đành phải cứng rắn nói xạo tiếp, cái này ta cũng không rõ nữa, ta chỉ phụng mệnh làm việc mà thôi. Vậy ngươi có lệnh bài trưởng môn đưa cho không? Thủ vệ tiếp tục hỏi. Sự việc vội vàng, ta đi gấp quá cũng không có lệnh bài. Vạn Hướng Phong rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, thản nhiên đáp, bởi vì suối ẩn nguyệt gần đây rất không ổn định, dẫn đến sản lượng tuyết hầu tử giảm xuống rất nhiều. Cho nên, ta nhất định phải nghiêm túc điều tra. Nếu các ngươi không tin, bây giờ ta quay về báo cáo với trưởng môn ngay. Thủ vệ hỏi, chỉ có hai người các ngươi thôi sao? Sau chúng ta còn có hai, lúc này, Trịnh Tự Kỳ chỉ sau lưng. Vạn Hướng Phong nhấc chân đạp vào chân Trịnh Tự Kỳ một cái, ngắt lời ông ta, đúng, chỉ có hai chúng ta. Được, các ngươi vào đi. Thủ vệ gật đầu, sau đó khởi động cơ quan mở ra cánh cửa to lớn. Hai người bước qua cánh cửa, thủ vệ liền đóng cửa lại. Lừa dối mở cửa đơn giản như vậy sao? Trịnh Tự Kỳ nhìn không được thấp giọng nói. Vạn Hướng Phong cười lạnh, ngươi cho rằng đây là cửa gì chứ? Nó được dùng huyền thiết vạn năm chế tạo ra đấy. Nếu bọn họ không khởi động chốt mở, trừ phi tu tiên giả kim đan kỳ trở lên, bằng không, ai cũng không mở được cánh cửa này. Trịnh Tự Kỳ đột nhiên hiểu được hai thủ vệ kia định làm gì. Nếu hai người bọn họ là giả, bọn họ sẽ bị giam bên trong, chờ người thật sự của trưởng môn mang tin tức đến là được. Bọn họ không sợ sau khi chúng ta đi vào sẽ chiếm suối ẩn nguyệt dùng làm của riêng sao? Trịnh Tự Kỳ lại hỏi. Vạn Hướng Phong lại cười lạnh, với tư chất của ngươi, có thể trong thời gian ngắn tăng tu vi của mình lên kim đan kỳ sao? Ha ha, ta đúng là suy nghĩ hão huyễn. Trịnh Tự Kỳ cười khổ lắc đầu, sau đó nhìn Vạn Hướng Phong, vừa rồi, vì sao ngươi lại cản ta nói chuyện? Hai người Hạ Thần Y còn chưa vào mà, chẳng lẽ ngươi còn có chủ ý khác? Ngươi đúng là suy nghĩ thay cho bọn họ đấy. Vạn Hướng Phong nói, ngươi tin bọn họ, nhưng ta thì không. Vì mạng sống, ta không thể không làm như vậy. Trịnh Tự Kỳ có chút buồn cười, ngươi cho rằng ngươi làm như vậy thì có thể giữ được mạng. Chỉ cần khống chế được ngươi. Một tay của Vạn Hướng Phong đặt lên vai Trịnh Tự Kỳ, lạnh giọng nói, đến lúc đó, người của trưởng môn mang tin tức đến, ta sẽ bắt ngươi giao cho bọn họ, để bọn họ đi bắt cái tên Hạ Thần Y kia. Như vậy, ta chẳng những giữ được mạng mà còn lập được công. Nghĩ hay thật, Trịnh Tự Kỳ lắc đầu, vì sao ngươi không quay lại nhìn xem? Vạn Hướng Phong bỗng cảm giác không ổn, vội quay người lại, đột nhiên nhìn thấy Hạ Thiên và Dương San đang đứng, mỉm cười giễu cợt nhìn hắn ta. Không thể nào, các ngươi vào bằng cách nào? Vạn Hướng Phong nhớ lại, vừa rồi, quả thật hắn ta không nhìn thấy Hạ Thiên và Dương San theo vào. Hơn nữa, cho dù bọn họ đi theo đằng sau, hai thủ vệ kia hẳn phải ngăn lại mới đúng chứ. Nghĩ mãi mà không rõ sao. Hạ Thiên cười hỏi, vậy thì không cần suy nghĩ nữa.
Hạ thần y, vừa rồi ta chỉ bị quỷ ám, ngươi tuyệt đối đừng nên để trong lòng. Vạn Hướng Phong cảm thấy nụ cười của Hạ Thiên có chút không ổn, sắc mặt thay đổi, lập tức quỳ xuống, người đại nhân đại lượng tha cho ta một mạng. Ta dẫn các ngươi đến ẩn nguyệt, a. Hạ Thiên lười nghe hắn ta nói nhảm thêm, châm cho hắn ta một châm, ngươi không cần dẫn nữa. Ngươi hãy đi tử lộ của ngươi đi. Thủ vệ, nhanh, Vạn Hướng Phong xoay người muốn xông ra chỗ cửa sắt. Đáng tiếc, một bước còn chưa bước ra, cả người đã ngã xuống đất, cũng không lập tức chết ngay, mà sinh cơ từng chút một trôi qua. Trịnh Tự Kỳ lắc đầu, có chút trào phúng, ngươi nói ngươi đã đưa người đến đây rồi, cần chi phải gây thêm phiền phức cho mình, đáng giá không? Tập đoàn Lăng Tiêu trả cho ngươi bao nhiêu tiền lương, có đóng một năm bảo hiểm luôn cho ngươi không? Đừng nói nhảm nữa, tiếp tục đi về phía trước đi. Hạ Thiên nói, vâng, Hạ Thần Y, ta đi ngay. Trịnh Tự Kỳ cười ha hả, lập tức bước nhanh hơn. Không bao lâu sau, đáy vực bỗng nhiên sáng lên một tầng sương mù mỏng nhạt, bên trong sương mù còn có một mùi hôi thối tinh quái. Mùi hôi thối này cũng không phải mùi của thi thể, mà là mùi mồ hôi của rất nhiều người đứng cùng một chỗ. Cái này, là Tuyết Hầu Tử. Trịnh Tự Kỳ đi về phía trước một hồi, kết quả nhìn thấy được cảnh tượng cả đời khó mà quên được. Đằng trước cách đó không xa, rất nhiều Tuyết Hầu Tử màu đỏ mắt trợn tròn mang theo ánh nhìn oán độc. Âm tản yên lặng nhìn Trịnh Tự Kỳ. Quan trọng là, Tuyết Hầu Tử nơi này bất luận hình thể hay là trạng thái đều cực kỳ khác biệt so với lúc trước. Hình thể cao hơn lúc trước ít nhất 2-3 mét, tứ chi thô kệch như cột điện, nhưng vẫn là hình thái của Hầu Tử. Hai mắt của chúng đỏ hồng, thậm chí còn giống như có máu chảy ra từ hốc mắt, nhìn qua giống như vật sống. Nếu không phải bọn chúng có rễ cắm trong đất, Trịnh Tự Kỳ còn tưởng rằng đây là những con khỉ chân chính. Đương nhiên là khỉ biến dị. Trịnh Tự Kỳ nhìn không được liền hỏi, hạ thần y, đám Tuyết Hầu Tử này có biết sợ hay không? Ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết hay sao? Hạ Thiên nói. Trịnh Tự Kỳ có Hạ Thiên ở đằng sau, cũng muốn thử một lần, vì thế khí dồn đan điền, cao giọng quát to tất cả cút ngay cho ta. Âm thanh không nhỏ, khí thế cũng không tệ. Chỉ tiếc đám Tuyết Hầu Tử kia không nhúc nhích. Ánh mắt thậm chí còn xuất hiện sự khinh thường. Mẹ nó, hôm nay ta nhất định phải dạy cho các ngươi một bài học. Trịnh Tự Kỳ nói như thế nào cũng là tu tiên giả thực tập trước kia, cũng là người đã bước qua ngưỡng cửa luyện khí. Mặc dù tu vi bị phế nhưng làm sao cũng không đến phiên một cây nấm cũng không tính là vật sống khinh thường. Nói xong, ông ta nắm chặt nắm đấm vọt đến, đánh qua một cây Tuyết Hầu Tử trước nhất. Vù! Chỉ thấy thân hình con Tuyết Hầu Tử kia lóe lên, trong nháy mắt đã biến mất không thấy. Ngay sau đó, một đám Tuyết Hầu Tử nhanh chóng chớp động, giống như từng đạo tàn ảnh màu đỏ bao vây Trịnh Tự Kỳ. Mồ hôi lạnh ứa ra trên trán Trịnh Tự Kỳ. Nhưng giống như người buồn ngủ, có nghĩ cái khác cũng dư thừa, chỉ có thể kiên trì ứng chiến. Có ngon thì đừng chớp động nữa, dùng quyền thịt đánh với ta một trận này. Trịnh Tự Kỳ cũng không để ý đám Tuyết Hầu Tử có nghe hiểu tiếng người hay không. Dương San hỏi, ông xã, ông ấy sẽ không bị đám Tuyết Hầu Tử kia đánh chết chứ? Đánh thua thì có khả năng, chết, vẫn còn kém chút. Hạ Thiên liếc qua, lập tức đưa ra kết luận. Một bên khác, sau một thoáng bối rối ban đầu, Trịnh Tự Kỳ chậm rãi ổn định tinh thần, cảm giác mình giống như nắm bắt được một điểm quy luật. Chạy đi đâu? Chỉ trong nháy mắt. Ông ta ngang nhiên xuất thủ, một quyền đánh về phía nào đó. Quả nhiên, một giây sau, một Tuyết Hầu Tử xuất hiện. Bên trong, Trịnh Tự Kỳ dồn hết toàn bộ lực đạo vào trong. Đáng tiếc, kết quả lại không như ông ta đã suy nghĩ. Một quyền này, đánh thì đánh chúng nhưng lại giống như đánh chúng cục bông gòn. Bốp! Lập tức, con Tuyết Hầu Tử kia vung tay đánh trả một chưởng, tát gương mặt Trịnh Tự Kỳ sưng phồng lên. Chuyện gì xảy ra thế? Trịnh Tự Kỳ ôm mặt, phát hiện con Tuyết Hầu Tử đánh ông ta lại nhanh chóng chớp động, hoàn toàn không biết đi đâu, không nhìn ra được con nào là con nào. Bọn chúng rõ ràng là vật sống, vì sao khi đánh chúng lại giống như đánh vào thân thực vật vậy? Trong lúc ông ta đang suy nghĩ, lại có thêm hai con Tuyết Hầu Tử nhảy đến trước mặt ông ta, tả hữu khai cung, đánh ông ta không còn chỗ để trốn, một lát sau mặt mũi đã bầm dập. Hạ thần y, ta không được rồi.
Trịnh Tự Kỳ cảm thấy ông ta có khả năng sẽ bị đám tuyết hầu tử này đùa chết, tự nhận biết giá trị bản thân như thế nào, vẫn là lão nhân gia ngài tự xuất mã đi. Hạ Thiên nhếch miệng, ngay cả cái thứ đồ chơi này mà cũng đánh không lại, còn muốn tu tiên, ngươi nên tỉnh lại đi. Hiện tại, Trịnh Tự Kỳ chỉ muốn bảo mệnh, tu hay không tu không còn quan trọng nữa, Hạ Thần Y, ngươi mau cứu ta đi, ta sắp không chịu nổi rồi. Dương San nhìn thấy đám tuyết hầu tử diện mạo dữ tợn, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, ông xã, đám tuyết hầu tử kia thật quỷ dị, sẽ không có nguy hiểm gì chứ. Vợ tiểu tiểu Dương, cái thứ đồ chơi này chỉ là hổ giấy mà thôi, tuyệt không nguy hiểm. Hạ Thiên cười nói. Dương San im lặng một lát, bỗng nhiên nói thế, chỉ bằng để ta thử một chút. Hạ Thiên có chút kỳ quái nhìn Dương San, vợ tiểu tiểu Dương, nàng cũng muốn chơi sao? Không, ta muốn thử cân lượng của mình. Dương San nhìn đám tuyết hầu tử, ánh mắt kiên định, nói thế nào ta cũng là nữ nhân của chàng, ta cũng muốn tham gia vào hành động của mọi người. Trước kia ta rất bình thường, chỉ có thể ngưỡng vọng Nguyệt tỷ tỷ. Nhưng bây giờ ta muốn thử xem ta có là một tu tiên giả hợp cách hay không. Ở một thời điểm nào đó trong tương lai, ta có thể giúp chàng làm được một ít chuyện. Hạ Thiên nghiêm túc nói, vợ tiểu tiểu Dương. Thật ra nàng vẫn luôn giúp ta mà. Sau khi giải quyết chuyện ở đây, chúng ta đến nhà gỗ, khi đó nàng có thể thỏa thích giúp ta. Ta không phải nói giúp cái đó. Dương San không khỏi xấu hổ, ta nói là giúp giống như Nguyệt tỷ tỷ, còn có Kiều tiểu Kiều đấy, là một tu tiên giả chân chính, sau này có thể giúp chàng đứng vững trước liên minh tu tiên. Vợ tiểu tiểu Dương, nàng muốn làm cái gì thì làm, không cần cân nhắc nhiều như vậy. Hạ Thiên nói, cũng không cần phải giải thích với ta nhiều như thế, ta biết hết tất cả. Ánh mắt Dương San ngưng lại nhìn đám tuyết hầu tử, ta vừa tẩy tủy không bao lâu, đánh với một số tu tiên giả sẽ phí sức nhưng đối phó với đám tuyết hầu tử kia hẳn không thành vấn đề. Nếu nàng đã nghĩ như vậy, vậy thì cứ thử xem sao. Trong giọng nói của Hạ Thiên hiện lên sự tán thưởng. Bành! Lúc này, Trịnh Tự Kỳ vừa lúc bị đám tuyết hầu tử ném ra ngoài như ném một túi rác. Để ta làm đối thủ của các ngươi. Dương San nhẹ nhàng nhảy lên một cái, rơi vào bên trong tuyết hầu tử, để ta xem các ngươi lợi hại như thế nào. Đám tuyết hầu tử bỗng nhiên tuét miệng, mặc dù không phát ra âm thanh nào nhưng ý trào phúng lộ ra trên gương mặt. Còn dám cười ta, ánh mắt Dương San ngưng tụ, lập tức đuổi kịp một con trong đó, đưa tay đánh qua. Chỉ thấy vù một cái, con tuyết hầu tử nhanh chóng tránh được, con tuyết hầu tử khác chấp động theo. Không thể không nói, tốc độ của đám tuyết hầu tử này khá nhanh, Dương San cũng chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh của chúng. Cũng may, tố chất nội tâm của nàng rất mạnh, ít nhất mạnh hơn Trịnh Tự Kỳ rất nhiều lần. Một lát sau, Dương San quả nhiên bắt được một thân ảnh, lập tức dậm chân tiến lên, giơ chân đá tới. Mặc dù một cước này chỉ mang tính thăm dò nhưng lực đạo cũng không nhẹ. Nhưng lại giống như đánh vào cục bông, không hề có cảm giác phản hồi. Bành! Con tuyết hầu tử kia nhếch miệng cười, lập tức phản kích. Phản ứng của Dương San không tính là chậm, nàng nhanh chóng thối lui về phía sau, tránh được hai cánh tay dài của nó. Vô dụng thôi, Trịnh Tự Kỳ nằm trên mặt đất thở hổn hển, đám tuyết hầu tử này không phải vật sống, cho dù có đánh chúng cũng vô dụng. Hạ Thiên nói, ngươi mới vô dụng đấy, cho nên ngươi câm miệng lại cho ta. Trịnh Tự Kỳ đành phải bưng kín miệng của mình. Dương San lại thử hai ba lần, lập tức hiểu ra. Vừa rồi nàng đã bắt được thân ảnh, khẳng định là do đám tuyết hầu tử này cố ý lưu lại sơ hở. Đám vật này có linh trí cao như vậy lại chỉ là thực vật. Trong lòng Dương San cảm thấy rất không thích hợp, nó có thể được tính là yêu vật. Vù vù vù. Lúc này, tốc độ của đám tuyết hầu tử một lần nữa tăng tốc, hơn nữa còn thỉnh thoảng vung tay đánh cho Dương San một chưởng. Mặc dù Dương San còn chưa tu luyện phiếu miểu bộ, chỉ thuần dựa vào bản năng mà né tránh, nhưng nàng đã tẩy tủy phạt xương, tốc độ nhanh nhẹn vượt qua người bình thường. Vấn đề bây giờ là, dựa vào tốc độ chỉ có thể né tránh, hoàn toàn không làm gì được đám tuyết hầu tử này. Muốn xử lý bọn chúng, điều đầu tiên cần làm chính là bắt bọn chúng lại. Bằng không, xử lý kiểu gì? Vợ tiểu tiểu Dương, nàng không cần nhìn thân ảnh bọn chúng. Chỉ nhìn chân bọn chúng là được Hạ Thiên thuận miệng nhắc nhở một câu. Dương San nghe xong, lập tức ngầm hiểu, cúi đầu nhìn cước bộ đám tuyết hầu tử,
phát hiện chân của chúng thật ra là dễ, vẫn luôn đính vào trong đất. Cho dù thân ảnh của đám tuyết hầu tử cực nhanh nhưng dễ vẫn dính vào trong đất, động cũng chỉ động cơ thể phía trên mà thôi. Biết được điều này, Dương San đương nhiên sẽ không khách sáo nữa. Nàng tiến lên hai bước, tiện tay móc lấy rễ của một con tuyết hầu tử, nhẹ nhàng vung một cái, tuyết hầu tử bị nhổ tận gốc, sau đó ném nó xuống đất. Con tuyết hầu tử kia vừa mới rời khỏi mặt đất, lập tức mất đi linh tính, trở nên đờ đẫn, biến thành một khuẩn nấm hình khỉ. Vù vù vù, đám tuyết hầu tử còn lại lập tức cuồng bạo, chẳng những tốc độ biến nhanh, công kích cũng trở nên mãnh liệt. Tuy nhiên, lúc này cuồng bạo cũng không còn ý nghĩa. Dương San đã nhìn thấu bọn chúng, đích thật chỉ là hổ giấy mà thôi. Tiếp theo, Dương San gần như thế như trẻ tre, đám tuyết hầu tử cũng từ càn rỡ trở nên sợ hãi, từng con nhanh chóng rút về, giống như màn sương đỏ lúc trước. Trịnh Tự Kỳ ngây người, đám tuyết hầu tử đó thật sự yếu ớt không chịu nổi như vậy sao? Không thể nào. Ông ta nhìn ra được, Dương San hoàn toàn không có học võ. Thậm chí ngay cả làm thế nào để vận dụng khí tức cũng không rõ ràng, ban đầu cũng chỉ có thể né tránh, nhưng về sau đã phát sinh thay đổi, cũng chỉ vì một câu của Hạ Thiên. Trịnh Tự Kỳ quay đầu nhìn Hạ Thiên đang mỉm cười bên cạnh. Hạ thần y thật sự có sức mạnh biến mục nát thành thần kỳ. Trong lúc Dương San đang tồi khô lạp hủ càn quét đám tuyết hầu tử, một tiếng hét to bao hàm sát khí bỗng nhiên vang lên. Dừng tay cho ta. Dương San ngẩn người, đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, còn chưa kịp phản ứng. Lúc này, một thanh gai nhọn từ trên trời giáng xuống, chiếu ngay đỉnh đầu của nàng mà đâm thẳng. Bành! Thanh gai nhọn đâm mạnh vào mặt đất, chẳng những tạo thành một cái hố lớn, thậm chí còn chấn động mặt đất vỡ ra. Tên ngốc nào dám ra tay với nữ nhân của ta? Ngươi muốn chết đúng không? Hạ Thiên ôm lấy Dương San vẫn chưa hết sợ hãi, lạnh giọng quát. Gương mặt xinh đẹp của Dương San trắng bệch, vừa rồi đúng là nghìn cân treo sợi tóc. Nếu Hạ Thiên chậm thêm dù chỉ nửa giây, nàng rất có thể đã bị thanh gai nhọn này đâm xuyên. Nơi này là cấm địa phái Tuyết Sơn, không có lệnh bài trưởng môn, bất kỳ người nào cũng không được tự tiện xông vào. Thanh gai nhọn được thu về, một âm thanh lên tiếng, lần này chỉ là cảnh cáo, nếu các ngươi còn dám làm ẩu, đừng trách lão phu không khách sáo. Hạ Thiên khó chịu nói. Dám ra tay với vợ tiểu Dương của ta, ta sẽ không khách sáo với ngươi đâu. Sóng giặc nhỉ, vậy để lão phu dạy cho ngươi một chút, âm thanh kia hiển nhiên cũng đã nổi nóng. Tiếng quát vừa dứt, thanh gai nhọn một lần nữa thoáng hiện, lần này đã đối chuẩn Hạ Thiên. Trình độ chỉ bấy nhiêu thôi sao? Hạ Thiên tùy ý đưa tay ra, sau đó hời hợt nắm lấy thanh gai nhọn, mà còn muốn không khách sáo đối với ta. Người kia muốn thu lại gai nhọn. Đáng tiếc mặc kệ ông ta dùng sức kéo bao nhiêu, thanh gai nhọn vẫn nằm trong tay Hạ Thiên không nhúc nhích. Buông ra cho ta, người kia nổi nóng, người tốt nhất đừng nên chọc giận ta. Bằng không, các ngươi sẽ chết thảm hại hơn. Hạ Thiên cảm thấy buồn cười, ngay cả vũ khí của mình còn không thu về được, mà còn dám ở đây nói dọa. Người muốn lấy, vậy thì lấy đi. Người kia hừ lạnh, một sợi xích sắt từ đằng xa bỗng nhiên vung tới. Nhanh chóng quấn Hạ Thiên và Dương San cùng một chỗ cầm đến chết cho ta. Lúc này, Dương San mới phát hiện, thanh gai nhọn thật ra chính là một chiếc cuốc thuốc nhọn với một sợi xích sắt ở cuối. Nếu như trình độ chỉ có bấy nhiêu, ngươi nên tự sát thì hơn. Hạ Thiên hoàn toàn khinh thường, ta không có hứng thú ra tay với một phế vật. Nào, để lão phu nhìn xem ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào lại dám cuồng vọng như vậy. Người kia cười lạnh một tiếng. Đột nhiên khẽ động xích sắt, ý đồ kéo Hạ Thiên và Dương San lên. Tuy nhiên, Hạ Thiên không cho ông ta cơ hội đó. Hắn kéo nhẹ một cái đã kéo đứt sợi dây xích. Thật đáng ghét, thật buồn cười, người kia gầm lên một tiếng, vô số tuyết hầu tử dương nanh múa vuốt nhào tới, bây giờ lão phu bắt các ngươi lại, dạy cho các ngươi một bài học. Đám tuyết hầu tử kia đến nhanh mà đi cũng nhanh. Nhưng Hạ Thiên và Dương San vẫn không nhúc nhích chút nào. Đồng thời cũng lông tóc không thương. Ngược lại Trịnh Tự Kỳ ở một bên xem náo nhiệt, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra đã bị đám tuyết hầu tử lôi đi. Ông xã, chúng ta qua đó xem một chút đi. Dương San nhìn theo hướng tuyết hầu tử biến mất, lập tức nói với Hạ Thiên. Được rồi, Hạ Thiên ôm Dương San, sau đó nhảy lên,
trong chớp mắt đã đến phía cuối của đáy vực. Phía cuối đáy vực có một khe nứt dài hẹp, dài khoảng chừng 17-18 mét, chính giữa là một con suối. Nước suối dâng trào không thôi nhưng màu sắc của nước lại giống như máu, tiên diễm chói mắt. Rất nhiều tuyết hầu tử sinh trưởng bên cạnh suối, phân bố dày đặc, khuếch tán ra bên ngoài rất có quy luật. Bên trên vách tường băng bên cạnh khe nứt có treo một bóng người. Đến gần, Dương San mới nhìn rõ hình dáng của người này, là một lão giả râu tóc lộn xộn, quần áo cũ kỹ. Hai tay hai chân của lão giả đều bị đinh sắt đóng vào trong vách tường băng, chỉ có đầu là có thể động đậy, còn xích sắt thì cắm thẳng vào trong miệng. Ồ, ông ta nói chuyện như thế nào? Dương San nhìn thấy, không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Hạ Thiên nói, vợ tiểu tiểu Dương, nói chuyện có đôi khi không cần dùng miệng. Dương San sửng sốt, lập tức nghĩ đến một kỹ năng thần kỳ, đó chính là bụng ngữ. Tiểu tử, ngươi nhìn chỉ bình thường, cũng chẳng có gì lạ. Lão giả trên vách tường băng dùng ánh mắt đục ngầu của mình nhìn chằm chằm Hạ Thiên, rõ ràng không có há miệng nhưng lại phát ra được âm thanh. Ngươi mới là bình thường chẳng có gì lạ đấy, còn ta là thiên hạ đệ nhất soái ca. Hạ Thiên nói, nhìn tay chân của ngươi đã bị phế, nếu mắt cũng đã vô dụng, chỉ bằng phế luôn cho rồi. Lão giả trên vách tường băng hừ lạnh một tiếng, cái thứ cuồng đồ kia, bình thường không có gì lạ đã là khen ngợi cao nhất đối với ngươi rồi. Ta lười nhiều lời với ngươi. Hạ Thiên nói, lão đầu nhi, ngươi trăm phương nghìn kế dẫn ta đến đây, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Nghe Hạ Thiên hỏi, Dương San không khỏi sửng sốt. Tuy nói nàng không biết rõ mục đích chân chính Hạ Thiên đến núi tuyết là để làm gì nhưng khi bọn họ đến núi tuyết đã gặp một loạt những sự việc liên tiếp nhau. Nếu bọn họ không ra ngoài ăn khuya, bọn họ sẽ không biết tuyết hầu tử, cũng sẽ không nhìn thấy gã thanh niên tóc đuôi ngựa bị độc chết, càng không biết tuyết hầu tử có liên quan đến Bạch Gia và phái Tuyết Sơn, lại càng không sinh ra hứng thú với đầu nguồn tuyết hầu tử, không đến núi tuyết, lại còn nhảy xuống dưới rãnh sâu này, cuối cùng nhìn thấy lão nhân trên vách tường băng. Tuy nhiên, Hạ Thiên xưa nay không nói dối, cũng sẽ không nói nhảm. Nếu hắn đã nói như vậy, chuyện này sẽ như lời hắn nói. Dương San đương nhiên hoàn toàn tin tưởng Hạ Thiên. Nàng bắt đầu đề phòng, ánh mắt nhìn chằm chằm xung quanh. Ta dẫn ngươi đến đây. Lão giả trên vách tường băng cười nhạo, biểu hiện giống như nghe được câu chuyện hoang đường, là ngươi tự tiện xông vào nơi này, sau đó ra tay với đám tuyết hầu tử, gần như muốn đuổi tận giết tuyệt bọn chúng. Ta nhìn không được mới bất đắc dĩ ra tay ngăn cản. Hạ Thiên khinh thường nói, ngươi cảm thấy ngươi làm đến tình trạng thiên y vô phùng hay ngươi cho rằng ta ngu xuẩn giống như ngươi? Lão Phu thật sự không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ánh mắt lão giả lạnh lại, lão Phu đã bị tàn phế như thế này, bị nhốt ở đây gần 40 năm, ngay cả ngươi là ai ta còn không biết, tại sao có thể dẫn ngươi đến đây được? Nếu thật sự ta có bản lãnh giống như vậy, ta đã sớm thoát khốn rồi. Lúc này, Trịnh Tử Kỳ cũng thở ra một hơi, nói với Hạ Thiên, lão tiền bối này nói cũng có lý. Hạ thần y, ta thấy ngươi nhất định suy nghĩ nhiều rồi. Ngu ngốc thì thường thích cho rằng mình thông minh, luôn cảm thấy kế hoạch của mình không hề có sơ hở. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, nhưng thôi, ta đến chỉ là để nhìn xem đám tuyết hầu tử rốt cuộc từ đâu mà có, thuận tiện giải quyết luôn, thành ra cũng không rảnh để ý đến ngươi đâu. Lão giả trên vách tường băng im lặng 2 giây, sau đó lạnh giọng nói, đám tuyết hầu tử này từ bắt nguồn từ suối Ẩn Nguyệt. Suối Ẩn Nguyệt là linh tuyền, chỉ là mấy năm nay linh khí phát sinh dị biến, chúng nó mới bắt đầu tràn lan. Vì sao linh khí bên trong suối Ẩn Nguyệt lại phát sinh dị biến? Dương San hỏi, trong đó nhất định có nguyên nhân. Đương nhiên là có nguyên nhân rồi. Lão giả trên vách tường băng nở nụ cười ý vị thâm trường, đám tuyết hầu tử này không đơn giản như các ngươi đã nghĩ. Bọn chúng có liên quan đến cơ mật của suối Ẩn Nguyệt và phái Tuyết Sơn. Dựa vào các ngươi không thể nào giải quyết được. Nói xong, ông ta bỗng nhiên ngừng lại, có chút trào phúng, còn nữa, ta không thể không nhắc nhở các ngươi, một khắc các ngươi bước vào nơi này, phái Tuyết Sơn đã nhận được tin tức. Người của chấp pháp đường chẳng mấy chốc sẽ đến. Hạ thần y. Nếu không, chúng ta rút lui trước đi. Con người Trịnh Tự Kỳ bỗng nhiên co rụt lại, dường như nghĩ đến chuyện không tốt đã trải qua, sợ hãi nói, người của chấp pháp đường phái Tuyết Sơn cực kỳ đáng sợ. Hạ Thiên nhếch miệng, đến thì đến thôi, liên quan gì đến ta?
Trịnh Tử Kỳ im lặng không nói nên lời. Ông xã, linh tuyền này có điểm gì đó rất lạ, dưới đáy suối giống như có thứ gì đó. Dương San chỉ vào linh tuyền, nói với Hạ Thiên, không giống linh khí. Dương San ở Thanh Phong Sơn một thời gian dài, đã từng cảm nhận được linh khí tinh khiết là gì. Sau khi được Hạ Thiên tẩy tủy phạt xương, giác quan của nàng trở nên nhạy bén hơn mấy lần. Vừa rồi, nàng vẫn nhìn chằm chằm con suối kia, nhất là nước suối cuồn cuộn màu đỏ, thỉnh thoảng hình thành tuyết hầu tử, rốt cuộc để cho nàng nắm bắt được một cảm giác không hài hòa. Hạ Thiên đưa mắt nhìn sang, lập tức nhận ra dị dạng, đây không phải linh tuyền mà là khe nứt thời không. Cái thứ đang dũng mãnh tiến ra cũng không phải linh khí mà là khí tức đến từ dị giới, chẳng qua xen lẫn một phần linh khí bên trong mà thôi. Khe nứt thời không, Dương San không khỏi nhớ đến dị tượng đã từng xuất hiện trên Thanh Phong Sơn lúc trước, cũng là vòng xoáy thời không nào đó. Hạ Thiên hời hợt nói, vợ tiểu tiểu Dương, nàng nói không sai. Thật ra khe nứt thời không và vòng xoáy thời không là cùng một loại hiện tượng, chỉ là độ chấn động cao thấp khác nhau mà thôi. Thế đám tuyết hầu tử kia chính là đến từ dị giới. Dương San hỏi, có khi nào sẽ còn sinh vật hoặc người khác đến hay không? Hẳn là không, Hạ Thiên lắc đầu, khe nứt thời không này quá nhỏ, thời gian lại xa xưa, nhiều năm như thế cũng chỉ lọt được chút khí tức đến từ dị giới, sau đó ngưng kết ra loại tuyết hầu tử này. Dương San cái hiểu cái không, nhưng nàng cũng không tiếp tục truy vấn, chỉ cần Hạ Thiên hiểu là được. Chậc chậc chậc, tiểu tử, nếu ngươi muốn tán gái, ngươi có thể biên tập lời nói dối cao cấp hơn một chút. Lão giả kia nghe xong, không khỏi cười nhạo, cái gì mà khe nứt thời không, vòng xoáy thời không, nghe cao cấp quá. Đáng tiếc, tất cả đều chỉ là cẩu thí, đây chỉ là linh tuyền biến chất mà thôi. Hạ Thiên cũng không thèm để ý đến ông ta, Dương San tất nhiên lại càng không nhìn dù chỉ một chút. Ông xã, thứ này có thể giải quyết không? Dương San đã từng chứng kiến Hạ Thiên dùng ngân châm trực tiếp giải quyết vòng xoáy thời không? Hạ Thiên tùy ý trả lời, vợ tiểu tiểu Dương không cần lo lắng, chỉ là chuyện của một châm thôi mà. Đúng là buồn cười, lão giả trên vách tường băng cười ha hả, linh tuyền này đã dị biến từ mấy trăm năm trước, trưởng môn lịch đại phái Tuyết Sơn đã hao hết tâm huyết cũng không thể che lại, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi đừng tưởng rằng ngươi lớn tuổi, lại tàn phế thì ta không đánh ngươi. Hạ Thiên khó chịu nói. Ánh mắt lão giả trên vách tường băng tràn ngập sự khinh thường, lại còn đưa ra đề nghị, tiểu tử, ngươi tự tiện xông vào nơi này đã chạm đến ranh giới cuối cùng của phái Tuyết Sơn. Nếu ngươi muốn giữ mạng, chỉ bằng nghĩ cách đưa ta xuống, có lẽ mọi người còn có chút hy vọng sống. Bằng không, đợi người của chấp pháp đường đến, các ngươi xem như chết chắc. Lúc này, Hạ Thiên đã lấy ra Định Hải Thần Châm đâm tới linh tuyền. Đừng có làm chuyện ngu xuẩn, lão giả trên vách tường băng đột nhiên biến sắc, linh tuyền kia có linh trí, nếu ngươi chọc giận nó, đây chính là tai họa ngập trời. Đáng tiếc, đã muộn. Một luồng linh khí giống như dòng nước ngưng tụ trước châm, kéo tất cả linh khí trong vực sâu cùng nhau tuôn về phía linh tuyền kia. Xong rồi, tất cả mọi người đều phải chết. Chỉ một khe nứt thời không mà thôi, có linh trí cái rắm. Hạ Thiên nhếch miệng, thái độ vẫn hờ hững như cũ. Trên thực tế, cũng đúng như hắn đã sở liệu, linh tuyền kia không hề có một chút phản kháng, trong nháy mắt đã bị linh khí ngưng tụ bên trong ngân châm của Hạ Thiên phong tỏa. Tiếp theo, con suối liền phóng ra hấp lực to lớn, đám tuyết hầu tử không khỏi sợ hãi, rất nhanh bị thu về. Hạ thần y, cứu, cứu ta. Trịnh Tử Kỳ không hề có tu vi, trong nháy mắt bị lực hút này cuốn đi. Hạ Thiên vẫn cầm ngân châm, dùng băng hỏa linh khí phủ kín khe nứt, hoàn toàn không rảnh phản ứng đến Trịnh Tử Kỳ. Lão giả trên vách tường băng lắc lắc sợi xích trong miệng cuốn lấy Trịnh Tử Kỳ, thân hình trì trệ giữa không trung. Miễn cưỡng không để bị hút vào bên trong khe nứt. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cái gọi là linh tuyền lập tức bị lấp đầy, trở thành một khối đất vuông vức. Trịnh Tử Kỳ rơi xuống đất, hôn mê ngay tại chỗ. Cái này, lão giả trên vách tường băng nhìn đến ngây người, trong mắt sắp rơi xuống, không thể tin nổi, không thể nào. Đây chính là linh tuyền, cũng không phải miếng vá trên quần áo, nhưng cứ như vậy mà bị ngươi che lại. Đầu óc không tốt thì cũng thôi đi, lỗ tai cũng không ổn sao. Hạ Thiên nói, đây chỉ là khe nứt thời không, không phải linh tuyền. Lão giả trên vách tường băng cười ha hả,
nếu không phải Linh Tuyền, thế phái Tuyết Sơn thu hoạch linh khí từ con suối này mấy năm qua là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đó cũng là giả? Linh khí là thật, nhưng đã bị dị giới ô nhiễm qua. Hạ Thiên tùy ý nói không chừng khe nứt này chính là bãi rác của một tiên môn nào đó ở dị giới. Dương San nghe Hạ Thiên lý luận, không khỏi cười một tiếng. Nhưng rất nhanh nàng cảm thấy hắn nói không phải là không có lý. Từ rất lâu, không phải một số quốc gia phát triển đã ép Trung Quốc phải nhận rác của nước họ hay sao? Mặc dù trong đống rác rưởi đó có một số đồ vật có thể thu lợi, nhưng chỗ tốt đó so với nguy cơ mà đống rác mang lại và ảnh hưởng ác liệt về sau lại không bằng. Bất kể là ai đã dùng qua linh khí bên trong linh tuyền, cơ thể sẽ sinh ra dị biến. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Lão giả trên vách tường băng nghe xong, lại càng cười to hơn, tiểu tử, ngươi có thể che lại linh tuyền, đích thật cũng có chút bản lãnh, nhưng lý luận này của ngươi cũng không tránh khỏi quá buồn cười. Phái Tuyết Sơn thành lập mấy trăm năm, không biết đã xuất hiện bao nhiêu tu tiên giả, nhất là trưởng môn lịch đại, lại càng là người nổi bật giới tu tiên trái đất. Chắc chắn khi bọn họ chết đều rất thống khổ, Hạ Thiên ngược lại có chút đồng tình. Linh khí đến từ dị giới, lại còn bị ô nhiễm. Nếu trực tiếp sử dụng mà không loại bỏ tạp chất bên trong, tất nhiên sẽ tạo thành tổn thương không thể khắc phục đối với kỳ kinh bát mạch, gân cốt tạng phủ của con người. Phái Tuyết Sơn ngay cả suối ẩn nguyệt là khe nứt thời không mà không phải linh tuyền cũng không biết, lại càng không có công pháp để xử lý nó. Có thể suy ra, người của phái Tuyết Sơn sử dụng linh khí ở đây, cuộc sống về sau sẽ rơi vào thống khổ vô tận, cho đến khi tử vong. Ngươi, lão giả trên vách tường băng á khẩu, không trả lời được, chỉ biết trừng mắt nhìn Hạ Thiên, làm sao ngươi biết? Rốt cuộc ngươi là ai? Các đời trưởng môn phái Tuyết Sơn thật sự có mấy người đều rú thảm mấy ngày mới chết, nhưng đây là cơ mật trong cơ mật, người ngoài không có khả năng biết được. Hạ Thiên nói, ta biết bởi vì ta là thần y. Loại linh khí bị biến dị sẽ có hậu quả gì, ta đương nhiên biết rất rõ. Đánh giám, lão giả trên vách tường băng lớn tiếng quát mắng, lão tử là dược vương nổi danh lừng lẫy năm đó. Y thuật của ta có thể đứng vào 10 vị trí đầu trên thế giới nhưng ta vẫn không có cách nào giải quyết được đau đớn của trưởng môn, cuối cùng thật sự không đành lòng nhìn ông ta thống khổ nữa, cho nên ta mới ra tay giải thoát cho ông ta. Dương San đột nhiên hiểu ra, đây chính là nguyên nhân người bị phái Tuyết Sơn nhốt ở đây. Không sai, lão giả trên vách tường băng cũng không che giấu, trực tiếp thừa nhận ta vốn là đệ tử phái Tuyết Sơn, nhưng chủ yếu học luyện dược, sau khi học thành thì xuống núi. Sáng lập Dược Vương Cốc ở Nam Cương. 40 năm trước, sư phụ của ta cũng là trưởng môn lúc bấy giờ bỗng nhiên gọi ta về núi. Ông ta muốn ta giúp ông ấy luyện một loại thuốc giảm bớt cơn đau, bởi vì ông ấy muốn tham gia một hội nghị vô cùng quan trọng. Ta tận mắt nhìn thấy sư phụ gào trên mặt đất mấy ngày mấy đêm, cuối cùng ta đã dùng hết sở học bình sinh, luyện ra Trấn Hồn Đan. Đáng tiếc, sau khi ông ấy uống xong thì chết. Ta bị người của chấp pháp đường phán tội danh thí sư, bị đính ở nơi này, cả ngày lẫn đêm nhận hết tra tấn cho đến khi ta chết đi. Ngươi xác thực rất thảm, Dương San không khỏi sinh ra chút thương cảm đối với lão giả. Lão giả trên vách tường băng đột nhiên quát to, nếu ngay từ đầu linh tuyền này có vấn đề, sư phụ ta chết cũng không thể trách ta. Bởi vì khi ta chế thuốc đã dùng linh khí, bọn họ cũng đã hấp thu cái thứ linh khí đó ở linh tuyền này. Tại sao ta lại phải chịu tội chứ? Chuyện ở đây xem như chấm dứt. Hạ Thiên ôm lấy Dương San, cười nói, vợ tiểu Dương, chúng ta đến nhà gỗ chơi đi. Dương San sửng sốt, lập tức hiểu được Hạ Thiên nói vậy là có ý gì, thoáng chút ngượng ngùng, nghe chẳng hết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 180.